Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.top. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ám Hà Truyện của tác giả Chu Mộc Nam, tập 25. Chương 241, màn 18 sương giáng 2. Trên con đường lớn náo nhiệt của Thiên Khải Thành, Đường Liên Nguyệt ngồi trước một quán hàng nhỏ ven đường, tay cầm chiếc bánh bao cắn một miếng, ánh mắt xa xăm như đang chìm trong dòng suy tư miên man. Lúc này, trông hắn có vẻ vô cùng mệt mỏi, nhưng có một bàn tay đã nhanh hơn hắn một bước, đón lấy cái chén kia. Đường Liên Nguyệt ngẩn người, ngước mắt lên nhìn, thì ra là Mộ Vũ Mặc. Mộ Vũ Mặc cầm chén sữa đậu nành lên uống một ngụm lớn, rồi đặt xuống, cười nói: "Cả đêm ngươi không ngủ à? Phải, thân phận của những người đó rất đặc biệt, nếu để chúng rơi hết vào tay đối thủ của chúng ta, e là rất phiền phức." Đường Liên Nguyệt đáp: "Phiền phức thật, chuyện này rõ ràng là do phủ Phi Hổ tướng quân gây ra, mà kẻ đứng sau lưng Phi Hổ tướng quân là ai? Còn phải nói, chính là vị đại hoàng tử kia. Những chuyện này căn bản không cần phải điều tra, cứ để Lang Gia Vương của ngươi vào cung bẩm báo hết thảy với hoàng đế rồi bắt cả đại hoàng tử và Phi Hổ tướng quân lại là xong chuyện, có phải không?" Mộ Vũ Mặc nhún vai, nói. Đường Liên Nguyệt lắc đầu, cầm lấy chén sữa đậu nành Mộ Vũ Mặc vừa uống, nếp một ngụm rồi thở dài. Chuyện không đơn giản như vậy. Trong Thiên Khải Thành này mà có hoàng tử tham gia mưu phản sẽ là đại sự. Nếu không có chứng cứ xác thực, e là sẽ bị phản ngược lại bất cứ lúc nào. Mộ Vũ Mặc kinh ngạc nhìn Đường Liên Nguyệt đặt chén xuống, chỗ Đường Liên Nguyệt vừa uống sữa đậu nành còn lưu lại dấu môi của cô. Đường Liên Nguyệt hoàn toàn không nhận ra điểm này, chỉ tự nói: "Mà đám người kia chính là chứng cứ chúng ta cần. Ngươi đang nhìn gì vậy?" Lúc này Đường Liên Nguyệt mới phát hiện Mộ Vũ Mặc vẫn nhìn chằm chằm vào chén sứ trong tay mình. Hắn cúi đầu nhìn, lúc này mới nhìn thấy dấu son môi trên đó, gương mặt nhất thời đỏ bừng, vội vàng đặt chén sứ xuống, có phần luống cuống tay chân. Hắn đang định lên tiếng thì lại bị Mộ Vũ Mặc phất tay cắt ngang: "Vừa rồi ta đang suy nghĩ nên không để ý, có phải không?" Mộ Vũ Mặc giành nói trước. Đường Liên Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Mộ Vũ Mặc phất tay ngăn lại. "Vũ Mặc cô nương, xin thứ cho ta không cố ý mạo phạm, xin cô nương đừng suy nghĩ nhiều, có phải không?" Mộ Vũ Mặc lại nói: "Vũ Mặc cô nương, bất luận kết quả thế nào, sau khi chuyện ở Thiên Khải Thành kết thúc, ta nhất định sẽ cho cô một lời công bằng." Đường Liên Nguyệt nghiêm mặt nói: "Ta không cần công bằng gì cả, giữa ngươi và ta chỉ là bèo nước gặp nhau, nảy sinh tình cảm, nhưng tình cảm đó chỉ có thể sâu đậm đến đây, chi bằng dừng lại ở đây, chẳng phải tốt hơn sao?" Mộ Vũ Mặc khẽ đưa một ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên bàn. Chỉ thấy một con nhện màu vàng kim xuất hiện từ lúc nào chẳng biết, bò lên ngón tay Mộ Vũ Mặc. Đường Liên Nguyệt suy nghĩ một lát rồi đáp: "Không phải không có tình cảm sâu đậm, chỉ là ta là Thiên Khải Huyền Vũ Sứ, đừng làm ồn." Mộ Vũ Mặc đưa ngón tay lên, cẩn thận quan sát con nhện trong tay, nói: "Có manh mối rồi." Đường Liên Nguyệt kinh ngạc: "Thật sao? Trong chuyện truy tìm tung tích, có lẽ toàn bộ giang hồ này chẳng ai qua được Ám Hà Mộ gia chúng ta." Mộ Vũ Mặc ngạo nghễ nói: "Mà trong Ám Hà Mộ gia cũng chẳng ai qua được ta, đi thôi." Ngoại ô Thiên Khải Thành, Phượng Khê Sơn Trang, Hạo Nguyệt Quân đặt chiếc bình sứ bạch ngọc trong tay lên bàn, tất cả mọi người đều xông lên, kẻ cầm đầu vội vàng cầm lấy bình sứ, liều mạng đổ vào tay, những kẻ bên cạnh chen nhau nói: cho ta một chút." Hạo Nguyệt Quân cười khổ lắc đầu: "Đừng vội, mỗi người chỉ được dùng 3 viên, dùng nhiều sẽ trở nên giống hệt Lý Chính Khải đấy." Tên cầm đầu kia vừa nuốt 3 viên thuốc vào bụng, bình sứ đã bị kẻ khác cướp mất. Hắn mặt mày tái nhợt đi sang một bên, cầm lấy ấm trà tu ừng ực. Một lát sau, hắn buông ấm trà xuống, bắt đầu thở hổn hển. Hạo Nguyệt Quân cười nhìn mọi người: "Lần này dùng thuốc có thể bảo đảm cho các ngươi 10 ngày không lo." Kẻ cầm đầu lúc này mới hoàn hồn, ngửa mặt lên mắng: "Cái loại đáng chém ngàn đao nhà ngươi, chẳng lẽ cả đời này chúng ta phải sống trong bộ dạng này sao? Lúc trước lừa chúng ta uống viên thuốc này, ngươi đều có nói sau này không uống sẽ biến thành quái vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chư vị yên tâm, đây sẽ là lần thứ hai các ngươi được uống thuốc, đếm ngược lại chỉ còn một lần nữa thôi." Hạo Nguyệt Quân cười nói: "10 ngày sau, đợi các ngươi uống viên cuối cùng, từ nay về sau, mọi chuyện sẽ như thường." "Còn phải đợi đến 10 ngày sau sao?" Tên kia cau mày: "Vậy đưa thuốc cho chúng ta luôn đi, 10 ngày nữa chúng ta tự uống là được." "Không được, bây giờ các ngươi mà về phủ chắc chắn sẽ bị nội vệ ti bắt đi, đến lúc đó trên người có gì cũng bị lục soát bằng hết. Chẳng lẽ các ngươi muốn biến thành quái vật như Lý Chính Khải trong thiên ngục của nội vệ ti à?" Hạo Nguyệt Quân u ám nói. "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Có kẻ lớn tiếng hỏi. "Vậy mời chư vị ở lại Phượng Khê Sơn Trang này 10 ngày. Hạo Nguyệt Quân thản nhiên nói. Mọi người trong sân đều nhíu mày,
sau đó nhỏ giọng bàn tán. Tuy có phần bất mãn nhưng cũng không ai đứng ra phản bác. Ngay lúc này, bỗng có người kêu lên, "À, kẻ bên cạnh Nhi, hoặc sao vậy?" Người nọ vén tay áo lên để lộ cánh tay, chỉ thấy một con nhện đỏ như máu đang bám trên tay hắn. Nhíu mày nói, Niện Hạo Nguyệt Quân lập tức nhảy xuống, nâng cánh tay người nọ lên, nhíu mày, "Tầm Tung Chi, lần trước ở Hoài An Các, có phải người cũng bị nhện cắn không?" Người nọ ngẩn ra, đáp, "Phải. Lúc đó ta còn nghĩ mình xui xẻo, đáng chết." Hạo Nguyệt Quân hất tay người nọ, gầm nhẹ, "Chạy mau." Nhưng mọi người vừa quay đầu lại đã phát hiện xung quanh bọn họ đầy nhện. Đám nhện kia bao vây bọn họ, lại dần dần tiến vào. Mọi người không biết lai lịch đám nhện này, chỉ có thể liên tục lùi về sau. Muốn chạy ư, đã muộn rồi. Chỉ thấy một bóng đen hạ xuống, đứng giữa đám người, ánh mắt Hạo Nguyệt Quân lộ ra mấy phần hung ác. "Chỉ chủ nữ, ngươi dựa vào con nhện của ta mà nhận ra thân phận của ta, hay là dựa vào dung nhan tuyệt sắc của ta mà nhận ra?" Mộ Vũ Mặc nói xong bèn mỉm cười, thuận tay vung lên, một sợi tơ màu trắng bay ra, lập tức trói chặt cả đám người lại. Cô lại kéo mạnh một cái, những kẻ kia đều ngã lăn ra đất, kêu rên không dứt. Hạo Nguyệt Quân lập tức cầm lấy một mũi lệnh tiễn trong tay, bắn ra ngoài, nhưng đi được nửa đường đã bị chém làm hai đoạn. Đường Liên Nguyệt đáp xuống trước mặt hắn, cười lạnh, "Dù ngươi có phóng lệnh tiễn cũng vô dụng. Tất cả mọi người trong sơn trang này đều đã bị ta giải quyết rồi." Hạo Nguyệt Quân cười khổ một tiếng, quả nhiên là huyền vũ sứ xuất thân từ Đường Môn, phối hợp với chi chu nữ của Ám Hà. Đúng là giết người không một tiếng động. "Đi theo ta, khai hết mọi chuyện cho ta." Đường Liên Nguyệt bước về phía trước, định bắt lấy cánh tay Hạo Nguyệt Quân. Nhưng đúng lúc này, một mũi tên lông vũ bỗng xé gió lao tới, phát ra một tiếng rít sắc bén. Mộ Vũ Mặc vội la lên, "Cẩn thận." Đường Liên Nguyệt xoay người, vung tay phải, trực tiếp nắm lấy mũi tên. Hắn xoay nhẹ mũi tên rồi ném ngược lại. "Cái gì thế?" Trên cổ Hạo Nguyệt Quân đột nhiên xuất hiện một con rắn nhỏ. Mộ Vũ Mặc lập tức xông lên, chỉ đánh bay con rắn. Nhưng đã muộn, khóe miệng Hạo Nguyệt Quân có máu đen chảy ra. Hắn mỉm cười, sương mù tan đi, trăng sáng ngàn dặm, chư vị, ta đi trước một bước. Dứt lời, Hạo Nguyệt Quân nhắm hai mắt lại, ngã xuống đất. Đường Liên Nguyệt bước tới, đưa tay dò xét hơi thở của Hạo Nguyệt Quân, nhìn vào mắt hắn, cuối cùng lắc đầu, "Chúng độc tam tấc hôi rồi." Mộ Vũ Mặc nhìn đám người nằm dưới đất, những người này phải làm thế nào? Đường Liên Nguyệt đứng dậy, "Trước tiên đưa những người này về thành đã, nhốt vào nội vệ ti của ngươi sao?" Mộ Vũ Mặc nghi hoặc. Đường Liên Nguyệt lắc đầu, "Thân phận những người này quá đặc biệt, nếu nhốt vào nội vệ ti e là sẽ gây chấn động, trước tiên phải giấu bọn họ đi rồi tính sau." "Nhiều người như vậy giấu thế nào?" Mộ Vũ Mặc hỏi. Đường Liên Nguyệt đáp, "Người của nội vệ ti lập tức sẽ đến đây, âm thầm đưa những người này vào Thiên Khải Thành cũng không khó. Vấn đề tiếp theo nên giấu bọn họ ở đâu?" Mộ Vũ Mặc nhướng mày, "Ta lại nghĩ ra một nơi rất tốt, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất." Chương 242, màn 18 xương dáng 3. Trong phủ Phi Hổ tướng quân, Tả Tại Giã đeo trường cung bước vào. Sau khi thấy Tiểu Vĩnh và Điển Diệp bèn vội vàng bẩm báo, Phượng Khê Sơn trang bị tập kích, những người đó đều bị Đường Liên Nguyệt mang đi rồi. "Hạo Nguyệt Quân chúng giả độc, đã chết." Tiêu Vĩnh xoa mi tâm, gật đầu, "Ta biết rồi." Tả Tại Giã sửng sốt, cau mày, "Điện hạ có vẻ không bận tâm, chỉ là mấy quân cờ thôi, đã là quân cờ thì rơi vào tay ai cũng có khác gì nhau." Tiêu Vĩnh cười khẩy, phất tay, "Lui xuống đi. Cứ để bọn chúng cầm củ khoai nóng này, tự mình nếm thử mùi vị tiến thoái lưỡng nan." Sau khi Tả Tại Giã rời đi, Điển Diệp vuốt ve kim đao bên hông, lẩm bẩm, "Đại triều hội sắp tới rồi, vương hầu tướng quân đều lần lượt vào kinh, thời khắc chúng ta rút đao đã không còn xa. Vĩnh Nhi, ngươi thật sự quyết định rồi sao?" Tiêu Vĩnh trầm mặc một lát, đáp, "Cữu cữu, ta vĩnh viễn nhớ rõ ngày mẫu thân ta bệnh nặng qua đời, cung điện lạnh lẽo, ánh mắt thờ ơ, cùng những tiếng khóc giả tạo. Từ ngày đó, ta đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Ta muốn vung kiếm chém đứt mọi bất công, đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về ta. Ta muốn đứng trên đỉnh cao muôn trượng. Đại gia trưởng Ám Hà từng nói rất đúng. Một khi đã đứng ở nơi cao, làm sao có thể kìm lòng không lên tới đỉnh núi." Điền Diệp gật đầu, "Tốt, vậy thì để ta thay ngươi mở ra một con đường. Lôi Mộng Sát sẽ sớm tử trận ở Nam Quyết, đến lúc đó cựu cựu sẽ là..." Tiêu Vĩnh ngạo nghễ nói, "Trụ quốc tướng quân của Bắc Ly chúng ta." Trong tiểu viện ở thành Nam, Mộ Vũ Mặc đẩy cửa bước vào, lớn tiếng gọi, "Vũ ca." Tô Mộ Vũ thấy thần sắc Mộ Vũ mà có vẻ vui mừng bèn hỏi, "Ngươi đã tìm được người rồi sao?" "Tìm được rồi, không sót tên nào." Mộ Vũ Mặc đáp, "Ta là Mộ Vũ Mặc đấy nhè. Trên đời này làm gì có ai mà ta không tìm được, kẻ ta muốn tìm. Cho dù hắn có chạy tới chân trời khắp bể ta cũng lôi về được. Vậy giờ bọn chúng đang ở đâu?" Bạch Hạc Hoài từ trong phòng thuốc bước ra, hỏi, "Ở Hạc Vũ Dược Phủ." Mộ Vũ Mặc cười khẽ, "Chính là tòa nhà ở Thiên Khải Thành ấy." Bạch Hạc Hoài ngần người, "Tờ gan vậy sao?"
Đường Liên Nguyệt nói nội vệ ti làm việc vô cùng bí mật, hơn nữa mấy ngày trước nơi đó đã bị lật tung từ trong ra ngoài, chắc chắn bây giờ bọn chúng cho rằng chúng ta sẽ không quay lại đó nữa. Mộ Vũ Mặc đáp, thần y, người đã chế được thuốc giải chưa? Bạch Hạc Hoài lắc đầu, không nhanh như vậy đâu, ít nhất cũng phải 10 ngày nữa. Mộ Vũ Mặc thở dài, vậy thì trong khoảng thời gian này, chỉ có thể để vị huyền vũ sứ kia vất vả một chút rồi. Còn Dương Hà, hắn vẫn chưa xuất quan sao, giờ này rồi còn bế quan đột phá cảnh giới Diêm Ma Trưởng gì nữa. Hắn mà còn bế quan, e là chúng ta chết cả lũ mất. Tô Mộ Vũ lắc đầu, giờ không thể chờ thêm được nữa, ta đã lệnh cho Hồng Tước và Từ Y đến nơi hắn bế quan tìm hắn rồi. Mấy hôm nay hình như Sương Ly cũng biến mất. Lời vừa dứt, Tô Hồng Tước bỗng bước vào, cô nhìn Tô Mộ Vũ, lắc đầu, Vũ ca, đại gia trường không còn trong mật thất nữa. Tô Mộ Vũ ngạc nhiên, không còn. Bạch Hạc Hoài xoay xoay ngân châm trong tay, vậy nghĩa là hắn đã xuất quan thành công, nhưng lại không trở về tìm chúng ta. Hắn đi đâu? Tô Mộ Vũ, hắn có khi nào tự ý hành động, không nói cho ngươi biết không? Trong ký ức của ta chỉ có một lần. Tô Mộ Vũ trầm giọng đáp, lần nào? Bạch Hạc Hoài hỏi. Mộ Vũ Mặc thần sắc nghiêm nghị, tiếp lời Tô Mộ Vũ, là lần Sương Hà muốn giết đại gia trường, cướp đoạt Minh Long kiếm. Tô Tử Y hạ giọng, hay là đại gia trường có tính toán khác? Bạch Hạc Hoài nhìn Tô Mộ Vũ, không nói gì. Tô Mộ Vũ đưa tay vuốt mi tâm, như đang suy tư điều gì. Trong Hạc Vũ Dược Trang, đám người trẻ tuổi bị tơ nhện quấn chặt tay chân, ngoan ngoãn nằm trong phòng. Đường Liên Nguyệt trầm giọng, công tử Hiên Viên Khởi của phủ Tuyên Uy tướng quân là vị nào? Là ta, một nam tử có vẻ ngoài có phần thư sinh lên tiếng, nghe nói ngươi và Lý Chính Khải là bạn tốt. Đường Liên Nguyệt hỏi. Hiên Viên Khởi gật đầu, phải, ta và Lý huynh quen biết từ nhỏ, tốt lắm, mau khai rõ người tiếp xúc với loại thuốc này như thế nào, kẻ chủ mưu sau lưng là ai. Đường Liên Nguyệt nói. Hiên Viên Khởi dững người nhìn những người bên cạnh, lại thấy kẻ cầm đầu quát, dựa vào đâu mà ngươi giam cầm chúng ta ở đây? 10 ngày nữa chúng ta sẽ chết. Ngươi là con trai của thượng thư bộ binh Lưu Phong Chính. Đường Liên Nguyệt nhíu mày, ta nghe nói ngươi từ nhỏ đã dũng mãnh hơn người, là nhân tài có tướng soái, vì sao lại muốn đi theo tà đạo? Lưu Phong Chính hừ lạnh, chuyện này thì liên quan gì đến ngươi? Cha ta là thượng thư bộ binh, chỉ là mãnh tướng thì có ích gì? Từ nhỏ ta đã bị ông ấy mắng là chỉ có mỗi võ nghệ, không gánh vác nổi trọng trách. Ta không cam tâm, ta phải dùng chính võ nghệ này để vang danh thiên hạ. Ta nhất định phải đoạt lấy ngôi vị đầu bảng trong kỳ thi võ 3 tháng nữa. Hóa ra là thế, đều là do lòng tham lam mà ra. Đường Liên Nguyệt cúi người, lấy ra chỉ tiêm nhận trong tay áo, nói ra bí mật, ta sẽ giúp người lấy thuốc giải. Dựa vào đâu mà ta phải tin ngươi? Lưu Phong Chính tức giận, chúng ta đã làm sai chuyện gì mà ngươi dám đối xử với chúng ta như vậy? Uống vài viên thuốc bổ thân thể, chẳng lẽ lại vi phạm luật pháp Bắc Ly hay sao? Đường Liên Nguyệt vung chỉ tiêm nhận, kê lên cổ hắn, lạnh lùng nói, có phải thuốc bổ hay không, có vi phạm luật pháp Bắc Ly hay không, trong lòng người tự biết rõ. Lưu Phong Chính cười lớn tiếng, được, vậy chúng ta không nói, người cứ giết hết chúng ta đi. Hiên Viên Khởi giật mình, hạ giọng nói, Lưu huynh, huynh không nên xúc động, câm miệng, đồ vô dụng. Lưu Phong Chính quát, nếu hắn thật sự muốn ra tay thì đã sớm tống chúng ta vào thiên lao của nội vệ ti rồi, còn mang chúng ta đến nơi kỳ quái này làm gì? Chúng ta là ai chứ? Cho dù là nội vệ ti của bọn chúng cũng không dám làm cản. Đường Liên Nguyệt đặt chỉ tiêm nhận lên mi tâm hắn, chậm rãi nói, nếu bắt hết các ngươi vào nội vệ ti, quả thật sẽ gây nên sóng gió không nhỏ, nhưng nếu chỉ có một mình ngươi, thậm chí là giết ngươi, cái giá phải trả, có lẽ nội vệ ti chúng ta còn chịu được. Lưu Phong Chính cả kinh, hắn biết Đường Liên Nguyệt nói thật. Nếu tất cả bọn họ đều bị giam vào thiên lao, các vị phụ thân nắm giữ chức quyền cao chức trọng, chắc chắn sẽ liên kết lại vạch tội Lang Gia Vương. Đó sẽ là một rắc rối lớn. Nhưng nếu chỉ có một mình hắn, cho dù nội vệ ti nói là trong quá trình thi hành công vụ lỡ tay giết chết, chỉ với một mình phụ thân hắn là thượng thư bộ binh, đứng trước mặt Lang Gia Vương cũng chẳng còn chút trọng lượng nào. Nhưng hắn vẫn lộ vẻ dữ tợn, giận dữ nói, vậy người cứ thử xem, có vài phần gan dạ đấy. Đường Liên Nguyệt cất chỉ tiêm nhận, nói tiếp, vậy chúng ta làm một giao dịch. 10 ngày sau, ta sẽ chữa khỏi bệnh trên người các ngươi. Sau đó các ngươi phải kể lại toàn bộ sự việc cho nội vệ ti. Đến lúc đó, trên tờ giấy này, mỗi người các ngươi đều phải điểm chỉ. Đồng tử Lưu Phong Chính hơi co lại. Ngươi cũng có loại dược hoàn đó, ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng chỉ cần uống thêm một viên thuốc nữa là có thể bình an vô sự sao? Nếu các ngươi còn uống tiếp, kết quả cuối cùng chỉ có thể giống như Lý Chính Khải. Đường Liên Nguyệt đứng dậy, nói, chỉ có ta mới có thể chữa khỏi cho các ngươi. Sau khi khỏi bệnh, thân thể chúng ta. Hiên Viên Khởi do dự một chút, không nói tiếp. Đường Liên Nguyệt cười lạnh, 10 ngày sau, nếu các ngươi vẫn không chịu hợp tác, bất luận phụ thân của các ngươi là ai, các ngươi nhất định phải tới thiên lao của Thiên Khải nội vệ ti một chuyến. Thiên Khải thành, giáo phương, vầng trăng sáng vàng vọc giữa trời.
Tô Sương Hà ngồi trên tòa lầu cao, quan sát toàn bộ Thiên Khải Thành, tay xoay nhẹ chui dao găm, hắn nói đầy ẩn ý, quả là một tòa thành trì khiến người ta thèm thuồng, nhất là sau khi màn đêm buông xuống, tựa như có gì đó, trên trời có gì đó đang giáng xuống. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, Thập Nhị Lâu Ngũ Thành, Tiên Nhân Phủ Ngã Đính, Kết Phát Thụ Trường Sinh, một giọng nói ôn hòa vang lên sau lưng Tô Sương Hà. Thiên Khải Thành quả nhiên là Thiên Khải Thành. Một mình ngồi trên lầu cao ngắm trăng, quay đầu lại đã gặp được Kiếm Tiên. Tô Sương Hà đứng dậy, mỉm cười, nào Kiếm Tiên, tạ tuyên, khẽ cúi đầu, đã lâu không gặp đại gia trưởng. Ha ha ha, sao nho Kiếm Tiên lại đến Thiên Khải Thành? Tô Sương Hà hỏi. Tạ Tuyên nhàn nhạt cười, vậy sao đại gia trưởng lại đến Thiên Khải Thành? Chúng ta đến vì cùng một việc. Tô Sương Hà đột nhiên xoay người, thốn chỉ kiếm trong tay xoay chuyển, đánh úp về phía Tạ Tuyên. Tạ Tuyên cõng hòm sách, không nhúc nhích. Chỉ có mái tóc mài bị kiếm phong của thốn chỉ kiếm thổi bay. Hắn mỉm cười. Đại gia trường, mũi nhọn càng thêm sắc bén. Vài ngày nữa, nếu có cơ hội, so tài cao thấp. Tô Sương Hà tiến lên vài bước, tung người, nhảy xuống khỏi giáo phường. Các bạn đang nghe chuyện Ám Hà Chuyện tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.top, chương 243, màn 18 sương giáng, 4. Trong tiểu viện Thành Nam, Bạch Hạc Hoài nhắm nghiền hai mắt, mười mấy cây ngân châm lượn vòng quanh người cô. Lý Chính Khải ngoan ngoãn đứng một bên, tò mò nhìn tất cả những chuyện xảy ra trước mắt. Trong phòng đã bày đầy vô số gương đồng, mấy chục ngọn nến được thắp sáng, căn phòng vốn đen kịt giờ phút này trở nên sáng ngời. Tiêu Trường Nhan đứng ở một bên, khẩn trương hạ giọng nói, đây chính là Di Hồn Đại Pháp. Đúng vậy, Trường Nhan. Đây là bí thuật Dược Vương cấp mà ngay cả sư điệt Dược Vương Tân Bách Thảo của ta cũng không học được. Di Hồn Đại Pháp, Bạch Hạc Hoài vung tay lên, tất cả ngân châm liền lơ lửng trên đỉnh đầu cô. Tiêu Trường Nhan nghi hoặc, lẽ nào bí thuật này truyền nữ không truyền nam? Không phải, chỉ là sư phụ từng nói, biện pháp này chỉ người có quỷ tâm tư mới thi triển được thôi. Bạch Hạc Hoài bỗng nhiên mở to mắt, vung tay lên, hơn 10 cây ngân châm đồng thời lướt ra, tất cả đều rơi vào trên trán Lý Chính Khải. Lý Chính Khải kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức trợn trắng mắt, ngã vật xuống đất. Bạch Hạc Hoài nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, cũng theo đó ngất đi. Sư phụ, Tiêu Trường Nhan lập tức tung người tiến lên, đỡ Bạch Hạc Hoài dậy. Năm xưa Bạch Hạc Hoài từng thi triển Di Hồn Đại Pháp một lần với đại gia trường, lần đó cô như rơi vào vực sâu máu tươi vô tận, mà lần này lại là bóng tối mênh mông vô bờ. Bạch Hạc Hoài vươn tay nhẹ nhàng phất về phía trước, cất tiếng gọi, Lý Chính Khải, người ở đâu? Phía trước đột nhiên lóe lên ánh sáng, sau đó là tiếng máu thịt bị cắt đứt. Bạch Hạc Hoài đến gần xem xét, thấy phó thống lĩnh Kim Ngô Vệ Lý Tiên cầm roi sắt trong tay, quật mạnh vào người con trai đang ngã trên đất, vừa đánh vừa giận dữ quát, sao ta lại có đứa con bất tài như ngươi, vô dụng, đúng là vô dụng, đúng là vô dụng. Bạch Hạc Hoài đứng bên cạnh, không đành lòng nhìn cảnh tượng này, khẽ thở dài, chẳng trách là ép con trai phải tìm cách để tăng cường thực lực cho bản thân như vậy. Nhìn dáng vẻ hắn che chở con trai mình, ta còn tưởng hắn là một người cha hiền từ. Lý Chính Khải nằm trên đất, hai tay ôm đầu, phụ thân, con nhất định sẽ giành thắng lợi trong diễn võ trên kim điện, con sẽ giành được chức phó tướng. Người hãy tin tưởng con, thôi được rồi, ta đến đây cũng không phải muốn nhìn trộm quá khứ của ngươi. Bạch Hạc Hoài nhẹ nhàng vung tay áo, ảo ảnh trước mắt liền theo đó biến mất. Sau đó, Bạch Hạc Hoài mở hai tay, từng đoàn xương đen xuất hiện, lượn vòng quanh cô. Cô nhắm mắt lại trong huyễn cảnh, bắt đầu cảm nhận tình trạng thân thể Lý Chính Khải cầu tê. Trong tiểu viện, Tô Mộ Vũ ngồi bên cạnh Tô Chiết, uống một ngụm thuốc lại ăn một miếng bánh hoa quế, có lẽ do thuốc quá đắng, bên cạnh mới được đặt sẵn một đĩa bánh hoa quế. Tô Chiết chậm rãi hút thuốc, hỏi, thế nào? Cảnh giới của ngươi đã vững chắc chưa? Sao thúc thúc không uống thuốc? Tô Mộ Vũ cười khổ, ta không bị thương, uống thuốc làm gì, ta truyền cho ngươi chút công lực của ta thôi. Tô Chiết nhẹ nhàng xoay tẩu thuốc trong tay, công lực cắn trả từ thần quỷ niết bàn công là vĩnh viễn. Thân thể ta vốn đã thủng trăm ngàn lỗ, giờ chẳng khác nào căn nhà đổ nát, có thể sập bất cứ lúc nào. Tô Mộ Vũ ăn một miếng bánh hoa quế, uống cạn chỗ thuốc còn lại. Sẽ có cách thôi, thần y không cho thúc thúc uống thuốc, chắc là đã nghĩ ra cách khác tốt hơn rồi. Còn cách nào hay hơn nữa? Nó nói xong chuyện Thiên Khải Thành sẽ đưa ta về Dược Vương cấp. Nó nói ở đó chỉ có mấy gian nhà tranh, một ít dê bò cùng một vườn rau lớn, ngày tháng vô vị tẻ nhạt. Nhưng bù lại có cả một thung lũng toàn thảo dược quý hiếm. Lại có cả Dược Vương đệ nhất thiên hạ, nó nói hai người bọn nó hợp lực, cho dù căn nhà của ta có vỡ nát, cũng có thể dựng lại từ đầu. Tô Chiết cầm lấy tẩu thuốc, gõ nhẹ lên thềm đá bên cạnh, ngươi thấy thế nào? Tô Mộ Vũ gật đầu, ta thấy không thành vấn đề, hai vị thần y cùng ra tay, thúc thúc nhất định bình phục. Ta không hỏi cái đó, ta hỏi ngươi thấy việc về Dược Vương cốc thế nào? Tô Chiết ý vị sâu xa, ngươi không đi cùng sao? Ô, Tô Mộ Vũ ngẩn người,
sau đó gật đầu, chỉ đáp một tiếng, được. Trong phòng, Bạch Hạc Hoài cao mày, vẫn chìm trong ảo cảnh. Cô buông tay, hắc khí tản đi, trầm giọng nói, hóa ra trở thành dược nhân, lại có cảm giác như thế này, thật đáng sợ, hôm nay đến đây thôi. Bạch Hạc Hoài bước về phía trước vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại, thấy một thanh kiếm đang chém về phía mình. Giây phút cuối cùng, cô nhìn thấy dung mạo người cầm kiếm, Tô Mộ Vụn. Bạch Hạc Hoài trầm giọng. Trong hiện thực, thân thể Bạch Hạc Hoài bỗng chấn động mãnh liệt, Tiêu Triều Nhan lo lắng, khẽ gọi, sư phụ, không sao. Bạch Hạc Hoài mở mắt, thở dài, hạ giọng lẩm bẩm, Lý Chính Khải chưa từng gặp Tô Mộ Vũ, vừa rồi hẳn không phải tâm ma của hắn, mà là tâm ma của ta. Ngày hôm sau, phủ Lang Gia Vương, Tiêu Nhược Phong đang ngồi đọc sách trong phòng, bỗng thấy ngọn lửa trên lò than bên cạnh lay động, hắn đặt quyển sách xuống, khẽ ngẩng đầu, khanh tướng, đã nhiều năm rồi không ai gọi ta như vậy. Tạ Tuyên bước vào cười nói, những năm gần đây, người đời đều gọi ta là Nho Kiếm Tiên, còn Phong Hoa, cái tên này của ngươi cũng đã lâu lắm rồi không ai nhắc đến. Bọn họ chỉ biết gọi ngươi là Lang Gia Vương của thiên hạ. Tiêu Nhược Phong thở dài, làm phiền ngươi rồi, rõ ràng ngươi đang tự tại ngao du khắp trốn, vậy mà ta lại kéo ngươi đến vũng nước Đục Thiên Khải Thành này. Tạ Tuyên ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nhược Phong, có lẽ đôi khi ta cũng muốn thử một lần nhúng tay vào vũng nước đục, sống quá trong sạch trên cõi đời này, chẳng phải kẻ lạnh lùng, vô tình với tất cả, cũng chẳng hận thù bất kỳ ai hay sao. À, câu này là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên nói với ta. Ta về suy nghĩ rất lâu, thấy cũng có lý. Vậy nên, ta muốn bản thân nhiễm chút bụi trần, Tiêu Nhược Phong cười khẽ. Nếu vậy, ngươi nên cảm ơn ta mới phải. Cũng không cần cảm tạ, dù sao chuyện này cũng phiền phức lắm. Tạ Tuyên khẽ thở dài, ta cũng từng làm quan ở Thiên Khải Thành này, chỉ là phong hoa. Tiêu Nhược Phong khẽ cúi đầu, ngươi nói đi. Tình trạng của ngươi nghiêm trọng hơn ta tưởng nhiều. Tạ Tuyên nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn của ghế, ta mới ngồi một lát mà đã thấy lạnh buốt toàn thân, ngươi thế này e là sắp chết rồi, thuốc ta gửi ngươi không uống sao? Không còn tác dụng gì nữa. Tiêu Nhược Phong uống một ngụm trà nóng, nhưng dù sao ta vẫn là cao thủ thiên cảnh, ta có thể dùng nội lực chống đỡ, ít nhất ngủ mấy canh giờ mỗi ngày cũng khiến bản thân được bình an đôi chút. Ngươi có nghĩ đến chuyện tìm Lý tiên sinh không? Tạ Tuyên hỏi, có lẽ ông ấy có cách. Tiêu Nhược Phong lắc đầu, sư phụ từng nói, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, nhưng đều phải trả giá cho lựa chọn đó. Giờ ta thế này, chính là cái giá ta phải trả. Chương 244, màn 19 lập đông, 1, say ngắm nét hoa dưới trăng rọi, ngỡ như tuyết phủ trắng thôn làng, lòng phong hiện, thiên địa biến, phong vân khởi, làng gia định. Một tên ăn mày tay cầm chiếc bánh vừa nhai vừa lớn tiếng giao. Nhưng hắn vừa chạy qua hai con phố đã thấy một tên kim ngô vệ xuất hiện, túm lấy cổ áo, sau đó giáng cho một cái bạt tai, câm miệng tên kim ngô vệ quát. Tiểu ăn mày vốn gầy như que củi, thân thể suy nhược, bị cái tát này đánh ngất đi. Kim ngô vệ tiện tay ném hắn cho thuộc hạ phía sau, quát lớn, thật hết nói nổi. Trong Lang Gia Vương phủ, Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng xoay chén rượu trong tay, thị vệ bên cạnh trầm giọng nói, vương gia, ngày mai là đại triều hội. Nhưng chẳng biết vì sao hôm nay khắp đường đều là ăn mày hát câu ca dao đó. Cả trên tường các con phố lớn ngõ nhỏ cũng bị người ta viết đầy những chữ này. Trong dân gian đều nói đại triều hội ngày mai chính là ngày Lang Gia Vương điện hạ lên ngôi trước mặt bá quan. Vậy đúng là vừa vặn. Tiêu Nhược Phong nhấp một ngụm trà. Trước mặt bá quan, được thiên mệnh ban tặng, được chúng tướng ủng hộ, chính là đế tinh dịch chuyển về phía đông. Rất nhiều tướng quan dưới trướng vương gia đều gửi thư mật đến. Thị vệ do dự một chút, không nói tiếp, viết gì? Tiêu Nhược Phong khẽ nhướng mày, thị vệ cười khổ nói, vương gia, đó là mật thư bọn họ gửi cho ngài, thuộc hạ nào dám xem. Hiện giờ đều đang để trong thư phòng, ngài có muốn thuộc hạ lấy đến cho ngài không? Không cần, chốc nữa người bê chậu than này ra đấy. Tiêu Nhược Phong chỉ chậu than bên cạnh, đốt hết đi. Vâng, thị vệ gật đầu. Tiêu Nhược Phong đứng dậy, khẽ phủi tay áo, lấy áo choàng của ta ra đây, vương gia định ra ngoài sao? Thị vệ nghi hoặc hỏi, nên vào cung rồi. Tiêu Nhược Phong nói đầy ẩn ý. Ngoài cửa chính sảnh, một nam tử vận mãng bào màu tím đứng đó, chính là Cẩn Tuyên Công Công, đứng đầu ngũ đại tổng quản hiện tại, đang cúi đầu mỉm cười với Tiêu Nhược Phong. Trong tiểu viện ở Nam Thành, Tô Mộ Vũ nhìn dù giấy và Hạc Vũ kiếm trước mặt như đang trầm tư điều gì. Hắn quay vào phòng thuốc, trước mặt Bạch Hạc Hoài là hai lò thuốc, Vãn Nhi cô nương và Tiêu Triều Nhan mỗi người một cây quạt hương bồ, đang ra sức quạt. Vừa quạt, Tiêu Triều Nhan vừa hỏi, sư phụ, đây là bước cuối cùng rồi sao? Chỉ cần lần này luyện thành là có thể giải được chất độc dược nhân kia. Tất nhiên, Bạch Hạc Hoài gật đầu, thần y, sao lại chia làm hai bình thuốc vậy? Vãn Nhi cô nương hỏi, ta thấy hai bình dược liệu này khác nhau hoàn toàn, bên kia thì đen như mực, bên này lại trong như nước suối, ta còn không biết có phải mình đang đun nước không. Bình này là để giải chất độc dược nhân,
Bạch Hạc Hoài chỉ vào bình trước mặt Tiêu Trừ Nhan, rồi lại chỉ sang bình trước mặt Vãn Nhi cô nương, con bình này, ta có cách dùng khác. Vâng, Vãn Nhi cô nương, không hỏi thêm nữa, tập trung ve vẻ quạt xếp trong tay. Trong sân, Mộ Thanh Dương và Mộ Tuyết Vi đến bên cạnh Tô Mộ Vũ, khẽ gọi, Vũ ca. Tô Mộ Vũ về, nhẹ lá thư trong tay, biến nó thành tro bụi. Ngày tối nay, hai người chúng ta cần làm gì? Mộ Thanh Dương hỏi, hai, ở lại trong tiểu viện này, bảo vệ thần y, Tô Mộ Vũ đáp. Mộ Tuyết Vi kinh ngạc, Vũ ca, đến giờ vẫn chưa có tin tức về Sương Hà, chẳng lẽ ám hà chúng ta chỉ có mình, người ra tay? Mộ Thanh Dương cau mày, ta cũng là gia chủ, tuy võ công không bằng ngươi, nhưng mộ gia ta cũng có phần bảng môn tà đạo, chưa biết chừng còn hữu dụng hơn kiếm pháp của ngươi. Không cần, đêm nay chỉ mình ta đi. Tô Mộ Vũ thản nhiên nói, trảm quỷ, diệt ảnh, phá quang. Sau đó, chúng ta rời khỏi Khai Thiên Thành, ngày mai một ám hà mới sẽ xuất hiện trên giang hồ. Mộ Thanh Dương còn muốn nói tiếp nhưng bị Mộ Tuyết Vi kéo tay lại, cô khẽ lắc đầu với hắn. Mộ Thanh Dương thở dài, hắn không cho chúng ta đi, đêm nay chắc chắn sẽ cực kỳ hung hiểm. Phải, chuyện đêm nay rất nguy hiểm, sinh tử chỉ trong gang tấc. Nhưng ta đã dẫn dắt ám hà lựa chọn con đường này, khi gặp phải trông gai ngăn trở cũng nên là ta vung kiếm khai thông, Tô Mộ Vũ trầm giọng nói. Mộ Tuyết Vi khẽ thở dài, Vũ ca nhìn có vẻ dịu dàng dễ nói chuyện, nhưng một khi đã quyết tâm thì dù trăm con trâu cũng không kéo nổi. Năm xưa ta cùng huynh ấy thực hiện nhiều nhiệm vụ như vậy, đã sớm quen rồi. Vậy đêm nay ta chỉ có thể ở đây chờ đợi thôi sao? Mộ Thanh Dương hiếm khi lộ vẻ ảo não. Không, Mộ Tuyết Vi lắc đầu, còn có ta ở cùng ngươi. Tô Mộ Vũ khẽ cười, Tuyết Vi, hình như cô trưởng thành hơn trước kia rồi. Sau khi kịch độc trong người tiêu tan, ta đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Mộ Tuyết Vi ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, thực ra Vũ ca, huynh cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Tô Mộ Vũ thoáng ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn trời không đáp lời cô. Trong Hạc Vũ Dược Trang, sắc mặt Lưu Phong chín trắng bệch, ánh mắt đầy phẫn nộ, hắn xông ra cửa quát, hôm nay đã là ngày cuối cùng, nếu không có thuốc giải chúng ta chắc chắn phải chết. Đường Liên Nguyệt nhẹ nhàng phẩy tay, một loạt long tu châm rơi xuống trước mặt bọn họ, bước qua châm này chém. Lưu Phong chín giận dữ nói, chuyện này khác với những gì người đã nói với chúng ta. Hôm nay ngày vẫn chưa tàn, hiện giờ vẫn là ngày thứ 10. Ước định giữa chúng ta vẫn còn hiệu lực. Đường Liên Nguyệt trầm giọng đáp, phải đợi đến bao giờ? Chờ đến khi mặt trời lặn về Tây, chúng ta chẳng còn cơ hội nào nữa. Lưu Phong chính sốt ruột nói, chẳng lẽ đợi đến lúc chúng ta đều hóa thành quái vật hay sao? Hiên Viên Khởi đứng bên cạnh cũng không nhịn được lên tiếng, Huyền Vũ Sứ, không phải chúng ta không muốn phối hợp, nhưng lúc trước ngươi đã đồng ý sẽ giải độc cho chúng ta trong vòng 10 ngày, nhưng giờ đây 10 ngày sắp hết, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy chút hy vọng nào. Đường Liên Nguyệt xoay người, nhìn về phía bầu trời bên ngoài, trầm giọng đáp, vậy thì đợi đến khi mặt trời lặn về Tây, ngươi. Lưu Phong chính siết chặt nắm tay, định tiến lên vài bước, nhưng nhìn thấy một hàng ngân châm trên mặt đất, hắn đành dừng lại. Lúc này, Mộ Vũ Mặc đứng bên cạnh Đường Liên Nguyệt mới xoay người, nói, ta đi xem thần y thế nào rồi. Trong tiểu viện ở Nam Thành, Tô Mộ Vũ nhìn lên bầu trời đã ngả vàng, một mũi tên lệnh bỗng nhiên nổ vang, cuối cùng hắn cũng đặt tay lên cây xù giấy trước mặt, xong rồi. Mộ Tuyết Vi trầm giọng nói, Vũ ca, huynh hãy lựa chọn đi. Đêm nay ta nguyện hóa thành lệ quỷ. Tô Mộ Vũ cầm cây xù giấy đẩy cửa tiểu viện bước ra ngoài. Sau khi Tô Mộ Vũ rời đi, Bạch Hạc Hoài đẩy cửa phòng thuốc bước ra, cô lau mồ hôi trên trán, xem ra đã kiệt sức. Lúc này Mộ Vũ Mặc trở về, vội vàng chạy vào tiểu viện. Nhìn thấy Bạch Hạc Hoài, cô vội hỏi, thần y, thuốc đã xong chưa? Bạch Hạc Hoài gật đầu, thở dài, đã xong rồi. Tiêu Trường Nhân cầm một bình sứ trắng đi ra, đưa cho Mộ Vũ Mặc. Vũ Mặc cô nương, đây là thuốc giải sư phụ ta trăm đắng ngàn cay mới điều chế được. Chỉ riêng máu của người thôi đã phải lấy 3 lần, mỗi lần một bát đầy. Cô nhất định phải bảo quản cẩn thận. Mộ Vũ Mặc cất bình thuốc đi rồi hỏi, uống thuốc này thế nào? Mỗi người chỉ cần uống một ngụm. Tiêu Trừ Nhan lại đưa một chén rượu nhỏ cho Mộ Vũ Mặc, uống xong là khỏi, được. Mộ Vũ Mặc nhận lấy bình thuốc xoay người rời đi. Sau khi Mộ Vũ Mặc rời đi, Vãn Nhi cô nương lại cầm một bình thuốc bạch ngọc khác chạy vào, Bạch thần y, thuốc này cũng đã xong. Bạch Hạc Hoa nhận lấy bình thuốc, cúi đầu nhìn một lúc rồi hỏi, Tô Mộ Vũ đi đâu vậy? Nghe nói tối nay có chuyện lớn, hoàn thành chuyện này là có thể rời khỏi Thiên Khải Thành, Mộ Tuyết Vi đáp. Lúc này Lý Chính Khải cũng đi ra, rụt rè đi theo sau lưng Bạch Hạc Hoài, nhẹ nhàng kéo góc áo cô. Bạch Hạc Hoài siết chặt bình thuốc trong tay, cuối cùng thở dài, thôi cùng thở dài, thôi được, đợi hắn trở về rồi nói. Trong Hạc Vũ Dược Trang, Lưu Phong Chính thấy trời đã tối hẳn, cuối cùng không nhịn được nữa, hắn đá tung những cây châm bạc dưới đất, rồi tiến về phía Đường Liên Nguyệt. Huyền Vũ Sứ, dù sao cũng phải chết, chi bằng cho chúng ta một cái chết thống khoái. Những người khác cũng ùa lên theo,
Đường Liên Nguyệt siết chặt chỉ tiêm nhận trong tay, nhíu mày. Ngay lúc này, Mộ Vũ Mặc bước tới bên cạnh hắn, đột nhiên vung tay áo lên, đánh ngã tất cả bọn chúng xuống đất. Đường Liên Nguyệt nhìn Mộ Vũ Mặc, Mộ Vũ Mặc giơ bình thuốc trong tay về phía Đường Liên Nguyệt, thuốc giải đã tới. Đường Liên Nguyệt thở phào một tiếng, đa tạ. Lưu Phong Chính đang từ dưới đất bò dậy, giọng điệu nửa vui nửa buồn, thuốc giải đã tới rồi sao? Ngươi gây chuyện nên ngươi là kẻ cuối cùng được uống. Mộ Vũ Mặc chỉ Lưu Phong Chính, ngẩng đầu lên nói, những kẻ còn lại mau xếp thành hàng, mỗi người uống một chén. Hiên Viên Khởi ngạc nhiên hỏi, chỉ một chén nhỏ nước thuốc này thôi sao? Mộ Vũ Mặc đắc ý đáp, thuốc đến bệnh trừ. Mấy ngày nay ngươi là kẻ nghe lời nhất, hãy uống trước đi. Nói xong, Mộ Vũ Mặc rót một chén đưa cho Hiên Viên Khởi. Hiên Viên Khởi nhìn thoáng qua chén nước thuốc, chỉ thấy đục ngầu dơ bẩn, lại vô cùng gay mũi. Hắn do dự một chút, sau đó nín thở uống một hơi cạn sạch, mùi vị nước thuốc thật khó tả. Uống xong, Hiên Viên Khởi chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bắt đầu rung động. Hắn nắm chặt hai tay, cố nhịn một lát sau đó đưa chén lại, rồi bắt đầu không ngừng thở hổn hển. Người tiếp theo, Mộ Vũ Mặc không buồn để ý tới hắn nữa, phất tay với đám người bên cạnh. Chỉ trong chốc lát, Lưu Phong Chính vốn xếp cuối cùng cũng đã uống thuốc giải. Mọi người nhỏ giọng bàn tán sự thay đổi của thân thể. Hiên Viên Khởi là người đầu tiên uống thuốc giải lên tiếng. Ta cảm thấy trong cơ thể như có một luồng lực lượng đang lưu động, cảm giác khô nóng trong cơ thể trước đó, theo luồng lực lượng kia đang dần dần biến mất. Mộ Vũ Mặc lắc lắc bình thuốc trong tay. Sau khi tất cả mọi người đều đã uống thuốc giải, không ngờ vẫn còn lại non nửa bình. Cô thu bình thuốc lại, nhíu mày với Đường Liên Nguyệt, xong rồi. Đường Liên Nguyệt nở nụ cười hiếm thấy, gật đầu với Mộ Vũ Mặc, đa tạ Vũ Mặc cô nương, cảm tạ ta làm chi. Mộ Vũ Mặc nhún vai, ta chẳng qua chỉ là kẻ chạy việc, ngươi nên cảm tạ tiểu thần y của chúng ta mới phải. Lời chưa dứt, chỉ thấy Hiên Viên Khởi khẽ kêu lên một tiếng, rồi ngửa đầu ngã xuống đất. Mọi người xung quanh thấy vậy, đều hoảng sợ lùi lại phía sau. Lưu Phong Chính sững người, giơ tay chỉ thẳng vào Đường Liên Nguyệt, bọn ngươi lồ người. Nhưng những người khác còn chưa kịp phản ứng gì thì theo sau Hiên Viên Khởi, bọn họ cũng lần lượt ngã xuống, ngay cả Lưu Phong Chính cũng loạn choạng vài cái rồi ngất đi. Mộ Vũ Mặc nghi hoặc, chẳng lẽ thuốc giải của thần y không đúng? Y thuật của tiểu sư thúc tuy chưa phải cao minh nhất dược vương cốc, nhưng thiên phú nhất định là đệ nhất. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trong viện. Đường Liên Nguyệt và Mộ Vũ Mặc vội ngoảnh lại, chỉ thấy Dạ Nha đang đứng dưới ánh trăng nhìn hai người cười khẩy. Để ta trả lời ngươi. Đường Liên Nguyệt siết chặt tay, trầm giọng, lại là ngươi, còn cả ngươi nữa, hảo sư huynh. Dạ Nha phất tay, Đường Linh Hoàng lập tức đáp xuống bên cạnh hắn. Sư huynh của ngươi là chủ nhân của đám dược nhân này, chỉ cần đi theo hắn ắt sẽ tìm được nơi ẩn náu của chúng, các ngươi có trốn tránh cũng vô dụng. Hơn nữa, tuy tiểu sư thúc đã giải được độc trên người bọn họ, nhưng phải giải được độc chủ hoặc là giết chết hắn mới xem như chấm dứt. Tiểu sư thúc chưa từng đọc qua quyển sách kia nên không biết chuyện này, giờ thì chúng ta biết rồi. Mộ Vũ Mặc điểm nhẹ chân tung người lên, vung tay áo đánh về phía Dạ Nha. Dạ Nha cười lạnh lùi lại một bước. Đường Linh Hoàng lập tức xông tới, tung quyền về phía Mộ Vũ Mặc. Cảm nhận được luồng khí tanh nồng nặc, Mộ Vũ Mặc vội nghiêng người né tránh, lùi về sau ba trượng, hạ giọng nói, Đường Liên Nguyệt, trước kia vị đại sư huynh của ngươi từng hấp thu độc trên người Tuyết Vi, lúc ở Hạc Vũ Dược Trang còn hút hết toàn bộ độc dược, tuyệt đối không thể để hắn chạm vào người ngươi. Đường Liên Nguyệt nhìn Dạ Nha đã lùi tới cửa, vùng tay áo, ba tấm Diêm Vương kiếp bay ra, hai tấm bị Đường Linh Hoàng chặn lại, tấm còn lại bay thẳng về phía Dạ Nha. Hắn ta chẳng hề lo lắng, chỉ thản nhiên mỉm cười. Ba người đeo mặt nạ bỗng xuất hiện trước mặt, chém nát Diêm Vương thiếp. Ba vị này trước đây đều là cao thủ gần bước vào tiêu giao thiên cảnh, đáng tiếc tư chất không bằng sư huynh của ngươi, không có thể luyện chế kim thân dược nhân, nhưng hôm nay ứng phó với trận chiến này ta nghĩ đã đủ rồi. Dạ Nha mỉm cười, vốn tưởng tiểu sư thúc cũng ở đây, định diệt trừ ả ta luôn, thể thật đáng tiếc, thôi thì giết ngươi vậy. Đường Liên Nguyệt nghiêng đầu nhìn đám người trong phòng, trầm giọng nói, vậy ra là Lan Gia Vương mưu phản, muốn uy hiếp các vị thượng thư, tướng quân này, bắt cóc công tử trong phủ bọn họ, còn hạ độc bọn họ. Còn các ngươi là vì ngăn cản mưu phản, giết Huyền Vũ Sứ giúp kẻ ác, sau đó cứu những người này. Dạ Nha gật đầu, câu chuyện hay lắm, cứ viết như vậy đi. Lên Dạ Nha vừa dứt lời, Đường Linh Hoàng đã tung người nhảy tới tấn công Đường Liên Nguyệt. Đường Liên Nguyệt vận khí dung tay phải, chỉ thấy một luồng cương khí hộ thể hiện ra, bảo vệ hoàn toàn cánh tay phải của hắn. Hắn vung quyền, đỡ một quyền của Đường Linh Hoàng rồi lùi lại mấy bước, khẽ gọi, sư huynh. Mộ Vũ Mặc nhìn Dạ Nha, thấy ba dược nhân kia bảo vệ hắn ta rất kỹ, không có cơ hội nào để cô ra tay. Cô sờ lọ thuốc trong ngực, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Ngươi còn nhận ra hắn là sư huynh của ngươi, nhưng hắn đã sớm không nhận ra ngươi là ai rồi. Dạ Nha cười nói,
Trận chém giết thế này thật khiến người ta phấn khích, câm miệng. Đường Liên Nguyệt quát lớn, vung chỉ tiêm nhận trong tay lên, nhưng lại bị Đường Linh Hoàng xuất quyền đánh bay. Sau đó, Đường Linh Hoàng bay người lên, tung cước đá vào ngực Đường Liên Nguyệt. Đường Liên Nguyệt rên lên một tiếng, bay thẳng ra ngoài. Thiên Khải Thành, Đường Chu Tước, ba bóng đen lướt nhanh trên không trung. Bỗng nhiên một cây dù giấy bay tới, vẽ thành một đường cong vô cùng sắc bén, đánh ba người bọn chúng rơi xuống đất. Sau đó cây dù bay ngược trở lại, rơi vào tay người vừa đến, ba người rơi xuống đất. Tên cầm đầu trầm giọng nói, Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng nâng dù lên, đôi mắt bình tĩnh hiện lên sát khí. Mộ Phù Sinh, Tô Tử Ngôn, Tạ Tích Hữu Hữu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Mộ Phù Sinh trầm giọng, Tô gia chủ, ngày đó sau khi từ biệt ở Vạn Quyển Lâu, các ngươi quy ẩn giang hồ, tự có đường sống. Còn chúng ta ở lại Thiên Khải, tất nhiên phải tìm kiếm chỗ dựa mới. Sau cùng, chúng ta chọn đại hoàng tử Tiêu Vĩnh. Nào ngươi lại chọn phe đối lập với Tô gia chủ. Tô Tử Ngôn khẽ cười, có lẽ Tô gia chủ, ngươi cũng có thể có lựa chọn khác. Tạ Ích Hữu gật đầu phụ họa, đúng vậy. Có lẽ sau đêm nay, Lam gia vương rực rỡ nhất Bắc Ly sẽ lụi tàn. Lúc này nên chọn mình chủ khác mới không khiến con cháu ám hả. Phải chịu chết theo các ngươi. Tô Mộ Vũ thu dù lại, dứt khoát dậm mạnh xuống đất, chậm rãi rút tế vũ kiếm từ trong cán dù ra. Mình chủ, vậy cái gọi là lựa chọn của các ngươi chính là quan hệ chủ tớ sao? Mộ Phù Sinh cười lạnh, Tô gia chủ cho là thế nào? Tô Mộ Vũ vung kiếm về phía trước, ám hà chỉ thuộc về chính mình, còn Tô gia chủ, giờ này đến đây là muốn gì? Mộ Phù Sinh ẩn ý hỏi. Các ngươi ra khỏi Hoàng Lăng, Lăng gia vương đoán trên người các ngươi mang theo cuộn sách Long Phong. Tô Mộ Vũ chậm rãi nói, ta đến đây là muốn giữ lại cuộn sách Long Phong đó. Mộ Phù Sinh cười lớn, sát thủ ám hà, lại vì một đại anh hùng trong thiên hạ như Lang Gia Vương, vì tranh đoạt một phần chiếu thư mà tiền triều để lại. Chuyện này nghe thật nực cười, hôm nay ta làm việc này, chính là để tương lai ám hà làm chuyện tương tự sẽ không còn bị người đời chê cười. Tô Mộ Vũ tung người bay lên, trực tiếp đầm một kiếm về phía Mộ Phù Sinh. Kiếm khí mãnh liệt như thủy triều ập tới khiến y phục ba người kia bay phần phật. Mộ Phù Sinh không dám lơ mà lập tức vận Diêm Ma Trường, xuất trưởng đỡ được tế vũ kiếm. Kiếm khí và trưởng khí của hắn va nhau, mái tóc của cả hai bay tán loạn. Mộ Phù Sinh trầm giọng, Tô gia chủ, nếu trong tay ba người chúng ta không có cuộn sách Long Phong thì sao? Vậy cũng chẳng sao, vì hôm nay, ngoài cuộn sách Long Phong ra, còn một thứ nữa các ngươi cũng phải bỏ lại. Tô Mộ Vũ đâm mạnh trường kiếm về phía trước, chỉ nghe ầm một tiếng. Kiếm khí càng thêm cuồn cuộn mãnh liệt, đánh Mộ Phù Sinh lùi lại ba bước, hắn nghiến răng, thứ gì, mạng của các người. Tô Mộ Vũ điểm nhẹ chân phóng đi, trở lại bên cạnh cây dù giấy. Hắn vùng mạnh tế vũ kiếm lên mặt dù, 17 lưỡi phi nhận lập tức bay ra, xoay vòng quanh người hắn. Tạ Tích Hữu trầm giọng, thập bát kiếm trận, thập bát kiếm trận. Tô Tử Ngôn nhíu mày, hình như còn mạnh hơn lần trước. Mộ Phù Sinh hừ lạnh, lần trước hắn còn có đại gia trường ám hà tương trợ. Hôm nay chỉ có một mình, ba người chúng ta cùng lên, chắc chắn hắn phải chết, đia. Tô Mộ Vũ quát khẽ, vung tay phải, 17 lưỡi phi nhận đồng loạt tấn công ba người. Mộ Phù Sinh vung song trưởng, khí đỏ lượn lờ giữa hai tay, một trường đánh ra, lập tức chém nát 4 thanh phi nhận đầu. Tô Tử Ngôn thân hình thoát, ẩn thoát hiện, trường kiếm trong tay múa tít, nhưng vẫn bị 4 thanh phi nhận ép lùi về sau. Tạ Tích Hiệu vung trường đao chém đứt một thanh phi nhận, nhưng lại có một thanh khác sượt qua vai hắn, để lại một vết máu. Hắn hử lạnh, không ổn, lần này sát khí của hắn quá mạnh, khác hẳn lần trước. Hắn đâu rồi? Tô Tử Ngôn ngẩn người, ở trên Mộ Phù Sinh quát. Ba người ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Mộ Vũ tay cầm tế vũ kiếm đứng lơ lửng trên không. Tất cả phi nhận còn lại đều bay về xoay quanh người hắn. Tốc độ xoay của phi nhận càng lúc càng nhanh, bóng kiếm cũng ngày càng mênh mông, bao phủ cả bầu trời như muốn che lấp cả con đường Chu Tước rộng lớn. Đây là Mộ Phù Sinh hít một hơi lạnh, kiếm khí đại trận, thập bát kiếm trận, chẳng lẽ chỉ có thể là 18 thanh kiếm thôi sao? Tô Mộ Vũ vùng kiếm, kiếm ảnh đầy trời ào ạt giáng xuống. Sao không thể là 180 thanh, 1.800 thanh, hay là 1.800.000 thanh kiếm? Trong ba người, Mộ Phù Sinh vận 10 thành công lực Diêm Ma Trưởng, khiến luồng khí đỏ lượn lờ toàn thân. Trường kiếm trong tay Tô Tử Ngôn múa ra vạn đó kiếm hoa, mạnh mẽ chống đỡ kiếm ảnh không ngừng ập tới, còn Tạ Tích Hữu lại buông thõng trường đao trong tay. Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, tất cả sinh cơ trong lòng hắn đều đã bị kiếm ảnh đầy trời kia chém nát. Trong lòng hắn chỉ còn lại một chữ chết, kiếm ảnh đầy trời rơi xuống đất, trường đao vỡ vụn, bụi mù tràn ngập, máu me đầm đìa. Mộ Phù Sinh buông hai tay xuống, thở hổn hển, Tô Tử Ngôn chống kiếm xuống đất, lau mồ hôi lạnh trên trán, còn Tạ Tích Hiệu đã gục ngã xuống một vũng máu, cách đó 10 trượng, Tô Mộ Vũ cầm tế vũ kiếm hạ xuống đất, khóe miệng cũng rỉ máu tươi. Khi triển kiếm khí cường đại như vậy,
đối với bản thân, hắn cũng phải chịu hao tổn cực lớn. Kế hoạch ban đầu của Tô gia chủ là thi triển toàn lực xuất thủ giết chết một người trong chúng ta phải không? Con ngươi Mộ Phù Sinh co lại, quả nhiên không hổ danh là khôi trước kia, trong chuyện giết người này ngươi lựa chọn đúng là vô cùng chính xác. Tô Mộ Vũ hít sâu vài cái rồi rút tế vũ kiếm ra. Nhưng lần trước, lựa chọn của ta đối với ba người các ngươi là sai lầm. Một chiêu kiếm thật đẹp, một giọng nói mang theo ý cười vang lên sau lưng Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ nhíu mày, hơi nghiêng đầu trầm giọng đáp, Trọc Thanh công công. Trọc Thanh nhẹ nhàng vuốt tóc mai, cười nói, đã lâu không gặp Tô gia chủ, các bạn đang nghe chuyện ám hả chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top, chương 245, màn 19 lập đông, 2, Mộ Phù Sinh và Tô Tử Môn nhìn nhau, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, nếu Trọc Thanh công công đã đến đây, đợi kết cục của trận chiến này, không còn gì bất ngờ nữa rồi. Nghe nói Trọc Thanh công công từng chỉ thiếu nửa bước là có thể tiến vào thần du huyền cảnh, Tô Mộ Vũ ý vị thâm sâu nói. Phải, sau đó bị Lý Tiên Sinh đánh một chưởng vào đỉnh đầu, rơi xuống đại tiêu giao cảnh. Nhưng cho dù như vậy, trong Thiên Khải Thành ta vẫn là đệ nhất. Chỉ có quốc sư Tề Thiên Trần mới miễn cưỡng ngăn cản được ta. Nhưng ngày mai là đại triều hội nên lão ta đã đến Nguyệt Ca đài ngoài thành rồi. Còn ngươi, Trọc Thanh công công nhẹ nhàng giữa một ngón tay, lắc nhẹ, không đủ, Tô Mộ Vũ thản nhiên cười, giơ tế vũ kiếm trong tay đâm vào mặt đất. Chỉ thấy những phi nhận vừa rơi xuống lại xoay tròn bay lên, phụ thân ta từng nói với ta một câu. Nếu là lời của thành chủ Vô Kiếm Thành, trước khi người chết ta bằng lòng lắng nghe đôi chút. Trọc Thanh công công đưa một ngón tay lên, nhẹ nhàng vung vài cái. Trên đầu ngón tay là hàn khí lạnh thấu xương. Tô Mộ Vũ vung tế vũ kiếm, tất cả phi nhận đều bay vụt về phía Trọc Thanh công công. Sau đó hắn tung người nhảy về phía trước, trầm giọng nói, chỉ có chiến thắng kẻ mạnh hơn mình, trận chiến này mới có ý nghĩa. Cho dù chết cũng có ý nghĩa sao? Trọc Thanh công công vung tay vẽ một vòng tròn trước mặt, tất cả phi nhận bay qua vòng tròn đều vỡ tan thành từng mảnh. Hắn chập hai ngón tay lại, kẹp lấy tế vũ kiếm của Tô Mộ Vũ, sau đó hất lên, ném Tô Mộ Vũ lên không trung. Tô Mộ Vũ xoay người trên không, tay cầm kiếm bổ xuống, có ý nghĩa. Trong Hạc Vũ Dược Trang, Đường Liên Nguyệt lau đi giọt mồ hôi trên trán, thở dốc. Năm xưa khi rời khỏi Đường Môn, hắn đã có thực lực ngang ngửa với vị đại sư huynh này rồi. Mà về sau hắn lại trải qua vô số lần sinh tử mài giũa ở Thiên Khải Thành, cảnh giới không ngừng tăng tiến. Nhưng Đường Linh Hoàng được tôi luyện thành dược nhân, thực lực cũng tăng tiến hơn xưa rất nhiều, nay lại còn mang đầy kịch độc trên người. Chính vì vậy mà trong trận giao đấu vừa rồi, Đường Liên Nguyệt đã hoàn toàn thất thế. Đường Liên Nguyệt, vì sao ngươi không dùng ba món ám khí kia? Mộ Vũ Mặc vội vàng lên tiếng, nếu ta thật sự bất chấp tất cả mà dùng ám khí, cho dù có thể thắng thì thân thể sư huynh cũng bị tổn hại nặng nề. Đường Liên Nguyệt lắc đầu nói, ta không thể dùng, ai, xem ra vẫn phải là ta. Mộ Vũ Mặc nhẹ nhàng giơ tay, bách chu chi trận, khởi động. Chỉ thấy hơn trăm con nhện đen từ dưới đất nhảy lên, bò lên chân tay thậm chí là cả cổ của Đường Linh Hoàng, sau đó đồng loạt cắn xuống. Trong mắt dược nhân kia lóe lên kim quang, hai tay hắn rung lên, một luồng chân khí tỏa ra, lập tức chấn tàn đám nhện thành bụi phấn. Mộ Vũ Mặc cũng bị luồng chân khí cường đại này đánh bật về phía sau, ngã xuống bên cạnh Đường Liên Nguyệt. Dạ Nha cười lạnh nói, Trì chủ nữ, ngươi cho rằng chỉ bằng vào trăm con nhện này mà có thể giết chết một tên kim thân dược nhân như hắn ta sao? Nếu đám nhện này đều uống thứ này thì sao? Mộ Vũ Mặc lắc lắc bình sứ trống không trong tay, thuốc giải ngấm vào máu, hẳn có thể giải chất độc dược nhân của hắn. Đường Liên Nguyệt vui mừng, Vũ Mặc cô nương quả là thông minh, cần ngươi định bợ à? Lo liệu chuyện tiếp theo cho ta. Mộ Vũ Mặc trợn mắt, Dạ Nha lộ vẻ hung ác, khẽ lắc lục lạc ngọc trong tay. Trong con ngươi Đường Linh Hoàng lại lóe lên ánh kim quang, thoát cái đã đến trước mặt Đường Liên Nguyệt. Cô vung một sợi tơ bạc, quấn lấy cánh tay hắn, kéo mạnh xuống, nhưng lại thấy hắn giáng một quyền xuống đất, cả Hạp Vũ Dược phủ rung chuyển. Mộ Vũ Mặc kinh hô, lợi hại đến vậy sao? Đường Linh Hoàng bỗng nhiên vung tay, đánh nát sợi tơ bạc, sau đó vung trưởng đánh về phía Mộ Vũ Mặc. Cô hảng hốt, tuận toàn thân chân khí đỡ trưởng phong, nhưng vẫn bị chấn bay ra ngoài, va vào tường, thổ huyết, sư huynh. Đã đến lúc huynh tỉnh lại rồi. Đường Liên Nguyệt giơ tay phóng ba mũi long tu châm về phía mi tâm Đường Linh Hoàng. Hắn ngẩng đầu, vất vả lắm mới tránh được ba mũi châm. Nhưng ngày sau đó, một đóa hoa hồng trắng bay tới, rơi thẳng lên ngực hắn. Nhưng đóa hoa hồng nhanh chóng chuyển sang đỏ sẫm vì hút phải máu độc trong người hắn. Đường Linh Hoàng chậm rãi cúi đầu, trầm giọng, đau quá. Rồi thân thể hắn chấn động, bắn văng đóa hồng huyết ra, nó nổ tung giữa không trung. Đường Liên Nguyệt tránh được những cánh hoa hồng đỏ máu bay tới. Khóe miệng nở nụ cười, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Đường Linh Hoàng mở miệng nói chuyện kể từ khi gặp bọn họ. Xem ra thuốc giải đã bắt đầu có tác dụng. Sắc mặt Dại Nhà biến đổi,
Tiếng lục lạc trong tay hắn càng thêm dồn dập. Mộ Vũ Mặc hừ lạnh một tiếng, lập tức phóng ra hơn 10 con thiên hỏa chu về phía Dạ Nhã. Một dược nhân bay người lên, nuốt chửng tất cả thiên hỏa chu vào trong miệng, tiếng nổ vang lên liên hồi, nhưng thần sắc tên dược nhân chẳng hề thay đổi. Mộ Vũ Mặc cười khổ một tiếng, đúng là đối thủ khó chơi, Thiên Long Tụa. Đường Liên Nguyệt vung tay áo, bốn ám khí hình móng vuốt lập tức bay ra, ghim chặt tứ chi Đường Linh Hoàng xuống đất. Tuy Thiên Long Tụa không phải ám khí có lực sát thương lớn nhất đường môn, nhưng truyền thuyết kể rằng bốn móng vuốt cùng xuất hiện có thể vây khốn cao thủ thiên cảnh trong thời gian ngắn. Đường Liên Nguyệt bèn điểm nhẹ chân lao tới, xuất trưởng đánh thẳng vào ngực Đường Linh Hoàng, trưởng phong trúng đích, trần khí hùng hậu theo đó ào ạt tràn vào kinh mạch hắn. Mộ Vũ Mặc thấy vậy, nhíu mày hỏi, ngươi điên rồi sao, ngươi điên rồi sao? Ám khí chỉ dùng để giết người, nào có thể cứu người? Chất độc dược nhân trong người đại sư huynh đã được giải gần hết, ta chỉ cần dùng chân khí bức hết độc tố còn sót lại trong người huynh ấy là được. Đường Nguyệt cắn răng đáp. Đường Linh Hoàng bị Đường Liên Nguyệt đánh trúng, mặt mày nhăn nhó dữ tợn, sau đó bỗng cười lớn, xoay người một cái, đánh nát vụn bốn cái thiên long tủ, định. Đường Liên Nguyệt vận 10 thành công lực, cưỡng ép giữ Đường Linh Hoàng đang định thoát thân lại. Đường Linh Hoàng cũng dồn toàn lực chống cự. Chỉ trong chớp mắt, một luồng độc khí đen ngòm tỏa ra, bao trùm lấy hai người. Mộ Vũ Mặc định lao tới, nhưng e ngại luồng độc khí kia, bèn vội vàng nói, nhưng độc khác trong người sư huynh người vẫn chưa giải, không sao, ta là Đường Liên Nguyệt, những thứ độc này nào vây khốn được ta. Đường Liên Nguyệt lại vận công, chân khí tỏa ra, đôi mắt Đường Linh Hoàng dường như khôi phục vài phần minh mẫn. Đường Linh Hoàng nhìn Đường Liên Nguyệt, lẩm bẩm, Liên Nguyệt. Đường Liên Nguyệt mừng rỡ kêu lên. Đường Linh Hoàng nghiến răng, khó nhọc thốt ra ba chữ, giết ta đi. Đường Liên Nguyệt giữ người, chỉ thấy chân khí quanh thân Đường Linh Hoàng bắt đầu cuồng loạn, làn khói đen kia cũng không ngừng tản ra, chẳng mấy chốc đã tràn ngập cả gian viện. Liên Nguyệt, ngũ tạng lục phủ của ta đã vô phương cứu chữa, giết ta đi. Đường Linh Hoàng lộ vẻ đau đớn, giết ta đi, muốn chết, nào có dễ dàng như vậy. Dạ Nhã hung hăng lắc chiếc chuông ngọc trong tay. Đường Linh Hoàng trong viện ngửa mặt gầm lên một tiếng, độc khí ngập trời tỏa ra trên người, đánh thẳng vào trong phòng. Mộ Vũ Mặc chắn trước phòng, đột nhiên xuất trưởng ngăn cản luồng độc vụ kia. Cô lo lắng gọi, Đường Liên Nguyệt, nếu để đám độc vụ này tràn vào phòng, những người bên trong đều sẽ chết. À, hai tay Đường Linh Hoàng chấn động, đẩy Đường Liên Nguyệt văng ra, sau đó bóp cổ hắn, ấn hắn xuống đất. Nhưng cho dù lúc này Đường Linh Hoàng hành động hung hãn, ánh mắt hắn vẫn giữ được một chút tỉnh táo cuối cùng. Giết ta, giết ta, giết ta. Đường Linh Hoàng chỉ có thể không ngừng lặp lại câu này. Đường Liên Nguyệt đầu lắc liên hồi, đại sư huynh, nhớ lời ta dặn ngươi. Dứt lời, con ngươi Đường Linh Hoàng đã chuyển sang màu vàng kim. Hắn vươn hai tay ra, hút hết độc vụ vào lòng bàn tay, rồi vận lực đánh xuống. Được. Hai mắt Đường Liên Nguyệt ngấn lệ, hắn vung tay phải, chỉ tiêm nhận lại bay về tay, sau đó đâm thẳng vào lồng ngực Đường Linh Hoàng. Thế nhưng trưởng lực của Đường Linh Hoàng lại không đánh xuống người hắn, bởi vì khoảnh khắc cuối cùng, Mộ Vũ Mặc đã xuất hiện trước mặt hắn, thay hắn đỡ trưởng này. Sắc vàng kim trong mắt Đường Linh Hoàng dần tan đi, nhìn Mộ Vũ Mặc nằm trên đất, hắn mỉm cười với Đường Liên Nguyệt, ôn ôn nói, thật có lỗi, Liên Nguyệt, vẫn là không cứu được sư huynh. Đường Liên Nguyệt siết chặt nắm tay. Đường môn phải phó thác cho đệ. Đường Linh Hoàng rút thân mình ra khỏi chủy thủ của Đường Liên Nguyệt, rồi ngửa đầu ngã xuống. Đường Liên Nguyệt đưa tay lau nước mắt, sau đó cúi người đỡ Mộ Vũ Mặc dậy. Lúc này Mộ Vũ Mặc đã bất tỉnh, Đường Liên Nguyệt truyền cho cô một luồng chân khí, cô mới miễn cưỡng mở mắt. Y phục cô lúc này đã bị máu nhuộm đỏ, cô tựa vào lòng Đường Liên Nguyệt, ánh mắt mơ màng, hơi thở mong manh. Đường Liên Nguyệt, ta hỏi chàng lần cuối, chàng sẽ đến cưới ta chứ? Sẽ. Vậy thì đến Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các của chúng ta đi, ở đó chưa từng tổ chức hôn lễ. Được, vậy chàng định đến thế nào? Có thể rình rang một chút không? Như vậy ta mới được nở mày nở mặt. Trước giờ đều là ta theo đuổi chàng, thực ra trước mặt Vũ ca ca ta, ám hà cuồn cuộn, thiên lôi cuồng nộ, ta sẽ cưỡi phượng hoàng lửa đến cưới nàng. Ngốc ạ, trên đời làm gì có phượng hoàng? Có. Đường Liên Nguyệt ngẩng đầu, cuối cùng lửa giận trong mắt cũng bùng lên, tựa như tên lửa rơi xuống, thiếp lập tức thiêu rụi cả đất trời. Hắn trầm giọng lặp lại, có. Lời vừa dứt, trên bầu trời vang lên vô số tiếng sấm rền, cùng lúc đó áo lông vũ trên người Đường Liên Nguyệt cũng bay lên theo gió, từng chiếc lông vũ bay khỏi y phục, lơ lửng xung quanh hắn. Đây là... Dạ Nhã nhíu mày, lập tức lùi về sau. Ba gã dược nhân chắn trước mặt hắn, chân khí trong cơ thể đồng loạt vận lên đến cực hạn. Ngoài Cửu Giang Tỳ Bà Đình, Đường Liên Nguyệt nổi danh thiên hạ với ba loại ám khí, thứ nhất là Thiên Điểu Kinh Minh, thứ hai là Thiên Lôi Vô Vọng, còn thứ ba chính là Thiên Điểu Kinh Minh và Thiên Lôi Vô Vọng đồng thời thi triển. Sấm sét chín tầng trời giáng xuống, vạn ngàn cánh chim bay ra, sét đánh vào lông vũ màu đen thiêu đốt thành ngọn lửa hừng hực. Ám khí thứ ba, Hỏa Phượng Lai Nghi. Trong khoảnh khắc ấy,
Mộ Vũ Mặc cố gắng mở mắt, nhìn những cánh chim đang cháy kia ngưng tụ thành hình một con phượng hoàng khổng lồ, lập tức nuốt chửng thân thể ba tên dược nhân. Thật sự có phượng hoàng, thật sự có phượng hoàng. Trước khi hôn mê, Mộ Vũ Mặc thốt lên câu cuối cùng. Trong ngự thư phòng, trước mặt Tiêu Nhược Phong bày biện vài phần trà bánh, hắn thuận tay cầm một miếng bò vào miệng. Hoàng Huỳnh cho gọi ta vào cung, ắt hẳn có chuyện muốn bàn. Minh Đức Đế ngồi sau rèm, nếp một ngụm trà, nghe nói hôm nay trong Thiên Khải Thành có hơi hỗn loạn. Tiêu Nhược Phong cười khẽ, Hoàng Huynh đang nói câu đồng dao đó sao? Chẳng lẽ Hoàng Huynh cũng cho rằng ta sẽ tạo phản trong buổi đại triều ngày mai? Cuộn sách Long Phong còn lại, nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa có tung tích sao? Minh Đức Đế hỏi đầy thâm ý, Tiêu Nhược Phong lắc đầu, vẫn chưa. Nhưng hôm nay, chắc chắn nó sẽ xuất hiện. Nhược Phong, ta luôn tin tưởng ngươi. Nhưng trên đời này không phải ai cũng có thể như ngươi, có nguyên tắc tuyệt đối. Minh Đức Đế khẽ thở dài, đêm nay, ta sẽ thay Hoàng Huynh tìm được cuộn sách kia. Tiêu Nhược Phong nâng chén trà trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch. Đại triều hội ngày mai chắc chắn sẽ không có gì đáng ngại. Minh Đức Đế gật đầu, có lời ngươi nói, ta yên tâm rồi. Tiêu Nhược Phong đứng dậy, nhìn Cẩn Tuyên đang đứng bên cạnh, thản nhiên cười. Hôm nay trà bánh rất ngon, nước trà cũng rất tuyệt, đều là Cẩn Tuyên công công chuẩn bị tỉ mỉ à. Cẩn Tuyên khẽ cúi đầu, nô tài chỉ phân ưu giúp bệ hạ thôi. Ha ha ha, Tiêu Nhược Phong cười lớn vài tiếng rồi phất tay áo bỏ đi. Tiêu Nhược Cẩn đứng dậy, nhìn bóng lưng Tiêu Nhược Phong khuất dần, lông mày hơi cau lại, cuối cùng chỉ biết thở dài lắc đầu. Bên ngoài đại điện, Tiêu Nhược Phong bước vào trong kiệu, vung mạnh tay áo, để lộ cánh tay đã phủ đầy xương giá. Hắn nghiến răng, tay phải vung xuống, lập tức một luồng hàn khí đánh ra. Tiêu Nhược Phong hít sâu một hơi, lúc kiệu vừa ra khỏi hoàng cung, một bóng trắng lóe lên bên cạnh hắn. Tiêu Nhược Phong quay đầu lại, nhào kiếm tiên Tạ Tuyên đã ngồi bên cạnh. Tạ Tuyên nghi hoặc, Hàn Độc sao lại phát tác dữ dội như vậy? Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì, ngươi ăn phải thứ gì trong đó? Tạ Tuyên bắt mạch cho Tiêu Nhược Phong, nhíu mày. Tiêu Nhược Phong cười, thiên thủy hàn trà, băng nguyệt tam dạng đều là những thứ bình thường thôi. Với người khác là bình thường, với ngươi thì đâu có phải, sao ngươi cứ ăn? Tạ Tuyên không hiểu, Tiêu Nhược Phong đưa tay đây đây mì tâm, không trả lời. Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng đêm tuyết nhiều năm trước. Khi ấy Hoàng Huynh còn là một đứa trẻ, quỳ gối sau lưng thái y, nắm lấy vạt áo thái y không cho hắn rời đi. Hôm đó Tiêu Nhược Phong bệnh nặng, cố gắng mở mắt, hình ảnh tuy mơ hồ, nhưng hắn lại nhớ suốt hơn 30 năm. Kiệu bỗng nhiên dừng lại, Tiêu Nhược Phong khẽ nhướng mày, cười lạnh, quả nhiên, quả nhiên. Tạ Tuyên rút vạn quyển thư bên hông, đã lâu chưa được thử kiếm, trên đường chu tước, mảnh vỡ của 17 thanh phi nhận nằm rải rác trên mặt đất. Tô Mộ Vũ tay cầm thanh tế vũ cuối cùng, kiếm khí đã vận đến cực hạn. Gương mặt Trọc Thanh lộ rõ vẻ hưng phấn, được lắm, không ngờ kiếm của Tô gia chủ lại có phong thái như vậy. Ta muốn mượn trận chiến với ngươi hôm nay, trở lại cảnh giới nửa bước thần rùa. Sau lưng Tô Mộ Vũ, Mộ Phù Sinh và Tô Tử Ngôn đều đã thở dốc xong. Mộ Phù Sinh khẽ vung tay cười lạnh, chỉ cần chúng ta ra tay lúc này, hắn chắc chắn phải chết. Ngày trước ngoài vạn quyền lâu, ngươi còn Tô Xương Hà sóng vai, nhưng ngươi có biết hắn đi đâu không? Giờ phút này, hắn đang thay chúng ta chặn Lang Gia Vương lại. Trọc Thanh cười lạnh, hắn phản bội ngươi rồi. Trong Hạc Vũ Dược Trang, Bạch Hạc Hoài đi qua đi lại, vẫn nắm chặt bình thuốc, trầm giọng, không được, ta phải đi tìm hắn. Chương 246, màn 19, Lập Đông, 3. Bạch Hạc Hoài cầm lấy bình thuốc, lại nhìn thoáng qua Hạc Vũ kiếm đặt trên bàn, cũng cầm nó trong tay. Lúc này một tràng tiếng kim hoàn va chạm vang lên. Tô Triết cầm pháp trượng đứng bên cạnh cô, con gái, nghĩ kỹ chưa? Có lẽ hắn sẽ nhanh chóng quay về thôi. Ta, Bạch Hạc Hoài nắm chặt Hạc Vũ kiếm, trong lòng bất an. Tô Triết gật đầu, tốt, lão cha chó sẽ mở đường cho con, thân thể của cha. Bạch Hạc Hoài do dự một chút, cuối cùng lắc đầu, cũng được. Nếu con nguyện bất chấp tất cả, vậy thì cha cũng có thể liều lĩnh, chúng ta đi. Chợt thấy một con bướm giấy bay xuống, dừng trong tay Mộ Tuyết Vi. Mộ Tuyết Vi sững sờ, có kẻ địch đang tiến về phía chúng ta. Mộ Thanh Dương nhíu mày, nhẹ nhàng vung vẩy kiếm gỗ đào trong tay, xem ra nơi này cũng không còn an toàn nữa rồi. Thần y, Tô bá phụ, hai vị đi trước đi, chúng ta ở lại đoạn hộ, đợi hội ngộ, trở về Nam Án. Bạch Hạc Hoài tung người nhảy lên, Tô Triết và Tiêu Triều Nhan cũng lập tức đi theo. Lý Chính Khải đứng tại chỗ nhìn bọn họ rời đi. Lúc này chất độc dược nhân trong người hắn đã được giải, ánh mắt đã khôi phục minh mẫn, hắn trầm giọng nói, chư vị, tại hạ có thể làm chút gì không? Mộ Tuyết Vi vỗ nhẹ vai hắn, ngươi về nhà đi, về sau đừng tìm kiếm đường tắt như vậy nữa, không làm tướng quân thì là một người bình thường, có gì không tốt, đúng vậy. Mộ Thanh Dương mỉm cười nhìn về phía vầng trăng trên không trung, dù sao trong ám hà chúng ta, chuyện là rất nhiều người mong đợi nhất,
chính là được làm một người bình thường. Trên cao kia, một bóng kiếm xẹt qua, trường kiếm như níu giữa ánh trăng, kiếm khí cuồn cuộn đổ xuống cả con phố dài. Mộ Phù Sinh và Tô Tử Ngôn bị luồng kiếm khí ấy đánh bật lui 10 trượng. Mộ Phù Sinh hạ giọng, thời gian qua rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao hắn lại mạnh đến vậy? Đối mặt với kiếm khí mênh mông như vậy, Trọc Thanh lại cười ha hả, ánh mắt điên cuồng, hắn nói, tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm, Tô Mộ Vũ, để ta xem thử cực hạn của ngươi, đây chẳng phải là hư hoài công của đại tổng quản à? Ngươi muốn hút kiếm khí của ta để đột phá? Tô Mộ Vũ vung kiếm, Trọc Thanh cũng xuất trưởng, kiếm của Tô Mộ Vũ liền dừng lại giữa không trung, y phục của cả hai bay phần phật trong cuồng phong chân khí. Trọc Thanh cười, Tô gia chủ quả thông minh, nếu không phải kẻ thù, có lẽ ta bằng lòng kết giao bằng hữu với ngươi, ta và đại tổng quản chắc chắn không thể là bằng hữu. Tô Mộ Vũ chậm rãi nói, kẻ sống chui lủi trong bóng tối như ngươi lại kiêu ngạo quá nhỉ. Trọc Thanh cười lạnh, chúng ta tùy thân ở trong bóng tối nhưng trong lòng lại hướng về ánh sáng, còn các ngươi đứng dưới ánh sáng lại chìm trong bóng tối của chính mình. Tô Mộ Vũ vận sức đẩy kiếm về phía trước một tấc. Trọc Thanh cười ha hả, đó chỉ là suy nghĩ viển vông của Tô gia chủ mà thôi, đại gia trường của ngươi đã vứt bỏ ngươi rồi. Đại tổng quản Trọc Thanh, ngươi có tin rằng trên thế gian này tồn tại một loại tin tưởng tuyệt đối hay không? Tô Mộ Vũ bỗng nhiên nói đầy ẩn ý. Trọc Thanh sững người, nhíu mày, không nói gì. Ta và Sương Hà, ta và Mộ Vũ là một loại tin tưởng tuyệt đối. Một bộ áo đen từ trên trời giáng xuống, đáp tới sau lưng Trọc Thanh. Một bàn tay đầy chân khí đỏ thẫm quấn quanh bất ngờ vỗ mạnh vào lưng hắn. Chân khí ảo ạt tản ra, khiến toàn bộ đường chu tức rung chuyển. Khóe miệng Trọc Thanh rỉ máu tươi, cười gằn. Đại gia trưởng, Tô Sương Hà đứng sau lưng Trọc Thanh, khóe miệng hơi nhếch lên. Phải, là ta, đại gia trưởng của Ám Hà, người đời gọi là Tống Táng Xuân. Được, được lắm. Trọc Thanh gầm lên giận dữ, chân khí trước mặt lập tức hóa thành hình một thanh trường kiếm, từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng về phía Tô Mộ Vũ. Mộ Vũ, dưỡng kiếm. Tô Sương Hà hét lớn. Tô Mộ Vũ thu kiếm, điểm nhẹ chân lùi nhanh về sau, chỉ thấy thanh trường kiếm chân khí kia trực tiếp xẻ một đường rãnh dài trên đường chu tước. Hắn xoay nhẹ tế vũ kiếm, vung lên, trường kiếm xoay tròn quanh người, kiếm khí mênh mông tản ra, ngăn cách hắn với mọi người. Hắn định làm gì? Tô Tử Môn trầm giọng. Mộ Phù Sinh lắc đầu, ta cũng không rõ, nhưng lúc này không nên đến gần hắn. Dứt lời, hai tay Mộ Phù Sinh khẽ múa, chân khí trên người lại bùng lên. Tô Tử Môn lập tức hiểu được, gật đầu, nếu có cơ hội, một đòn tất sát. Còn bên kia, Trọc Thanh xoay người, đột nhiên tung ra ba trưởng về phía Tô Sương Hà. Tô Sương Hà cũng lập tức đáp trả ba trưởng, tiếng hai trưởng va chạm vang lên như sấm sét. Cuối cùng, cả hai đều bị đẩy lùi ba bước. Khác biệt là khi Trọc Thanh dừng lại, y phục nhẹ nhàng bay bay, ung dung tự tại. Còn Tô Sương Hà, khi dừng bước chân phải lại dậm mạnh xuống đất, trực tiếp nghiền nát gạch đá dưới chân. Trọc Thanh cười lạnh, đây chính là Diêm Ma trưởng tầng thứ 9 sao? Thất kính, chẳng qua chỉ là tầng thứ 9 mà thôi. Hôm nay ta muốn dùng công lực của ngươi để nuôi dưỡng trường lực của ta. Ta muốn đột phá tới tầng thứ 10. Tô Sương Hà ngạo nghễ nói. Trọc Thanh nhíu mày, đồng tử co lại, hóa ra đây mới là mục đích của ngươi. Đại gia trưởng, không sai. Ngày hôm đó ta nói với ngươi không hề sai, lựa chọn của ta và Mộ Vũ không giống nhau. Hắn muốn kết minh với Lang Gia Vương, dẫn dắt Ám Hà bước vào con đường quang minh. Còn ta, từ lần đầu gặp người đã có ý tưởng khác. Khóe miệng Tô Sương Hà nhếch lên, nếu ta đoán không lầm, hư hoài công của ngươi, hư niệm công của Diệp Đỉnh Chi và cả Diêm Ma trưởng của Ám Hà chúng ta đều bắt nguồn từ cùng một bộ bí tịch. Công lực của chúng ta có thể tương thông, nếu ta có thể hấp thu công lực hư hoài công trong cơ thể ngươi, vậy ta sẽ... Vô địch thiên hạ. Tô Sương Hà lại tung ra một trưởng, trưởng phong gào thét như có vạn quỷ gào khóc. Trọc Thanh nhẹ nhàng dậm chân phải xuống mặt đất, vung một chỉ, hàn khí tỏa ra từ đầu ngón tay. Hai người lại tiếp tục giao đấu hơn 10 chiêu, cả con đường chu tước lúc thì như có hắc hỏa thiêu đốt, lúc thì lại bị hàn băng bao phủ. Còn Tô Mộ Vũ ở phía xa, vẫn đứng giữa vô số kiếm ảnh, không thể nhìn rõ động tĩnh lúc này. Người muốn mượn sức ta để bước vào thần du huyền cảnh. Trọc Thanh điểm một chỉ vào lòng bàn tay Tô Sương Hà, một luồng hàn khí lập tức bao phủ toàn bộ cánh tay hắn. Tô Sương Hà quát lớn, đúng, cánh tay phải của hắn chấn động đánh tan tất cả xương băng. Hắn lập tức tung người nhảy lên, bàn tay vung lên trời, toàn thân treo ngược xuống. Sau đó, chỉ thấy một trường ấn diêm ma khổng lồ tản ra từ chỗ Trọc Thanh. Trọc Thanh đột nhiên ngẩng đầu, quần áo trên người phất phới, lão cười lạnh một tiếng. Hai tay lão khép lại, lòng bàn tay như có tiếng lòng ngầm. Tiếp đó, song trưởng dưa lên trời, trực tiếp nuốt trọn trưởng lực vô thiên cái địa của Tô Sương Hà. Đằng xa, Bạch Hạc Hoài, Tô Chiết và Tiêu Trường Nhan đang đi về phía trước. Tô Chiết bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía đường lớn chu tước, bọn họ đã ở đó, được. Bạch Hạc Hoài gật đầu,
Bỗng nhiên thần sắc biến đổi, mũi chân điểm một cái, lao về phía sau. Sau đó, chỉ thấy Tô Triết vung hàng ma pháp trượng trong tay, trực tiếp đánh bay một lưỡi phi nhận xé gió tới. Hắn trầm giọng nói, kẻ nào dám động vào con gái của ta, mau lại đây. Hơn 10 người áo đen đáp xuống đất, xông về phía ba người. Con gái, yên tâm đi về phía trước, đi tìm người trong lòng con. Tô Triết cầm hàng ma pháp trượng trong tay, vận sức đánh xuống đất. Yêu ma quỷ quái, trước mặt thiên ma chi vũ của ta đều không chịu nổi một đòn. Cha Bạch Hạc Hoài nắm chặt hạc vũ trong tay, thuyên nát còn có 3.000 cái đinh. Con gái, ta đã đáp ứng con, ta sẽ không chết. Con cứ yên tâm đi đi, Tô Triết quát, ước định rồi đấy. Bạch Hạc Hoài quay người nhảy về phía trước, Tiêu Triều Nhan cũng lập tức đuổi theo. Tô Triết mỉm cười hút một hơi thuốc, sau đó ném tẩu thuốc xuống đất, ước định rồi đấy. Trên đường Chu Tước, Trọc Thanh vung tay chụp lấy cổ Tô Xương Hà, ấn hắn xuống đất. Lúc này y phục hai người đều nhuốm đầy máu tươi, Trọc Thanh cười lạnh, Diêm Ma trưởng tầng thứ 9 của ngươi là cảnh giới giả, phải. Tô Xương Hà gầm lên, thân hình duỗi thẳng, đứng lên, hắn nắm lấy cổ tay Trọc Thanh, kéo mạnh ra. Trọc Thanh trừng mắt, lại vận chân khí, nhưng lần này giao đấu nội lực, lão lại thua, ta đúng là cảnh giới giả. Nhưng thì đã sao, Tô Xương Hà ta vốn dối trá, tham lam, tà ác, chỉ cần thắng là được. Tô Xương Hà liên tiếp vung năm trưởng, đánh vào ngực Trọc Thanh. Tô Xương Hà ta từ trước đến nay không tiếc bất cứ giá nào, sáu thức Diêm Ma trưởng, tiễn người vào luân hồi. Trọc Thanh bị đánh lui về sau, nhưng khi Tô Xương Hà vung trưởng thứ 6, sắp chạm đến ngực Trọc Thanh thì dừng lại. Trưởng lực như cuồng phong bỗng chốc tiêu tán, Tô Xương Hà cúi đầu cười, lắc đầu, gần trong gang tấc mà như trời bể, chết đi. Trọc Thanh dư trưởng phản đòn, đánh thẳng vào ngực Tô Xương Hà, hất hắn bay ra 10 trượng, Tô Xương Hà rơi xuống đất, trượt ra đến bên Tô Mộ Vũ. Hắn nhìn Tô Mộ Vũ vẫn bị kiếm ảnh bao vây, đưa tay lau máu bên khóe miệng, chậm rãi nói, nhập mà đi, Tô Mộ Vũ. Để đêm nay, máu nhuộm thiên khải Tô Xương Hà, giơ bàn tay đẫm máu lên phía trăng sáng trên cao, siết chặt nắm tay. Kiếm ảnh vây quanh người Tô Mộ Vũ bỗng chốc ngưng tụ thành một luồng kiếm quang, phóng lên trời cao, vào tận tầng mây, ngay sau đó tuyết lớn bay tán loạn. Tô Mộ Vũ vốn để kiếm ngang mặt, lúc này chậm rãi buông xuống, trong đôi mắt lạnh lẽo lé lên tia máu đỏ. Hắn chậm rãi bước đi, mái tóc trắng bay trong gió, theo sau là từng cơn kiếm phong sắc bén, vậy thì để đêm nay, máu nhuộm thiên khải. Các bạn đang nghe truyện Ám Hà Truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.top, chương 247, màn 19, Lập Đông 4. Tô Xương Hà ngã xuống đất, cười ha hả, ta quen ngươi nhiều năm như vậy, chỉ biết ngươi có môn công pháp này, nhưng đây là lần đầu tiên thấy ngươi thi triển. Để ta mở mang tầm mắt, xem công pháp thần bí nhất trong Ám Hà còn lợi hại hơn cả Diêm Ma trưởng ra sao. Trọc Thanh công công nhìn Tô Mộ Vũ mái tóc trắng bay tán loạn, chậm rãi bước về phía mình. Dưới màn tuyết trắng trời, trầm giọng nói, niết kiếm nhập ma, ta chỉ nghe qua một môn công pháp như vậy. Đó là khi Bắc Ly khai quốc, dưới trướng Phong Nguyệt Hầu đối đầu với Thiên Võ Đế có một vị kiếm ma, hắn đã sáng tạo ra môn công pháp này. Sau đó, kiếm ma chết dưới kiếm của thí kiếm tiên Lý Huyền, công pháp này cũng theo đó thất truyền. Nếu giả sử giang hồ không phải bịa đặt, thì tên của môn công pháp này phải là Thất Sát Lục Diệt Kiếm. Tô Xương Hà chống tay xuống đất, miễn cưỡng ngồi dậy, giết địch, giết bạn, giết thần, giết quỷ, giết mình, giết sạch, giết đến không đâu không ở. Đó chính là thất sát. Diệt thiên đạo, yêu đạo, nhân đạo, quỷ đạo, tu la đạo, địa ngục đạo, đó là lục diệt. Trọc Thanh, hãy chọn cho mình một con đường đi. Tô Mộ Vũ khẽ xoay tế vũ kiếm, chỉ thấy bông tuyết bay đầy trời xoay quanh thân kiếm, rồi từ bông tuyết trắng tinh khôi dần hóa, thành hoa máu đỏ tươi. Sau đó, Tô Mộ Vũ vung trường kiếm, vô số đó hoa máu hóa thành kiếm ảnh, đánh về phía Trọc Thanh. Trọc Thanh vung hai tay, một hình bát quái khổng lồ hiện ra trước mặt, hắn quát lớn, dừng. Chỉ nghe, ầm một tiếng, luồng bát quái kia lập tức nứt vỡ. Dừng Trọc Thanh lùi lại ba bước, hai tay lại tung trưởng, hình bát quái lại hiện ra. Lại hiện ra nhưng cũng lại bị phá vỡ. Dừng cho ta, lần này, Trọc Thanh vung trưởng lên trời, chỉ thấy sấm sét cuồn cuộn, rồi hắn giáng mạnh trưởng xuống, cửu thiên lôi đỉnh giáng. Tô Mộ Vũ tung người nhảy lên, tế vũ kiếm trong tay vung mạnh, đánh tan sấm sét chín tầng trời, trả lại bầu trời quang đãng. Bầu trời đêm vốn ảm đạm không sao, trong khoảnh khắc đó, sau một tiếng vang thật lớn bỗng sáng như ban ngày. Giờ phút này kiếm pháp của ngươi càng mạnh, phản ngược bản thân lại càng lớn. Trọc Thanh thở hổn hển, Tô Mộ Vũ không nói gì, hạ xuống đất điểm mũi chân lướt tới, chớp mắt đã tới sau lưng Trọc Thanh, kiếm quang lé lên, định lấy đầu hắn. Trọc Thanh cúi người xuống, khó khăn lắm mới tránh được đòn này của hắn, tiếp đó giơ tay phải nắm lấy tế vũ kiếm của hắn, rồi lại giơ tay trái lên, trực tiếp đặt lên bả vai Tô Mộ Vũ. Bất luận là hư hoài công mà Trọc Thanh tu luyện,
hay là hư niệm công năm đó giáo chủ ma giáo tu luyện, hoặc là công pháp diêm ma trường giấu trong ám hà, đều có một điểm chung, đó là có thể hút công lực của đối phương. Nếu giờ phút này quyết đấu chính diện không cách nào thắng được Tô Mộ Vũ, vậy thì chi bằng cứ giằng co. Phản ngừa của thất sát lục diệt kiếm cực mạnh, năm xưa khi kiếm ma và thi kiếm tiên quyết đấu, đến lúc mấu chốt cuối cùng kiếm ma không thể khống chế kiếm lực của bản thân, nên kiếm khí tứ tán, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Trọc Thanh vừa hút một luồng kiếm khí, sắc mặt lập tức thay đổi, lúc thì tái nhợt, lúc lại đỏ bừng như máu. Một lát sau, lão buông tay, phun ra một ngụm máu đen, sao trên đời lại có kiếm khí tà ác như vậy? Lão vừa dứt lời, Tô Mộ Vũ lại đánh một kiếm tới, trực tiếp làm bả vai hắn bị thương. Động thủ, Trọc Thanh hét lớn, lúc này, Mộ Phù Sinh và Tô Tử Ngôn mới đồng thời nhảy lên, Thu Sương Hà xoay người định vận diêm ma trưởng ngăn cản. Thế nhưng vừa vận khí đã cảm thấy máu tươi toàn thân chảy ngược, chân khí khắp người lập tức tiêu tán. Mộ Phù Sinh lướt qua sau lưng y, đi tới sau lưng Tô Mộ Vũ, xuất trưởng đánh ra, nặng nề đánh lên người hắn, diêm ma trưởng tầng 8. Vì biết Tô Mộ Vũ đáng sợ, chiêu này của Mộ Phù Sinh không hề giữ lại chút nào, Tô Tử Ngôn cũng thi triển diệt phách kiếm pháp, một kiếm đâm thẳng về phía sau lưng Tô Mộ Vũ. Nhưng trưởng lực ngập trời của Mộ Phù Sinh, sau khi vỗ vào lưng Tô Mộ Vũ lại như trâu đất xuống biển, tiêu tán không một dấu vết. Mà Tô Tử Ngôn lại nhìn thấy trường kiếm của chính mình, trong quá trình không ngừng đâm về phía trước, từng tấc một gãy lìa, điền, Tô Tử Ngôn lập tức buông tay, điểm nhẹ chân lùi về phía sau. Nhưng lúc này Tô Mộ Vũ đã xoay người, vung tế vũ kiếm trong tay. Trường kiếm xé gió, xuyên qua lồng ngực Tô Tử Ngôn, đánh hắn vào một bức tường đất bên cạnh. Mộ Phù Sinh vốn đã lùi lại ba bước, lúc này thấy Tô Mộ Vũ đã ném kiếm, sắc mặt vui mừng, lập tức lại vận diêm ma trường, đánh một trường về phía Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ ngẩng đầu, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, cũng lập tức đáp trả một trường. Hai người chỉ trong nháy mắt đã đối trường ba chiêu. Ba trường qua đi, Mộ Phù Sinh liên tiếp lùi ba bước mới dừng lại, còn Tô Mộ Vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích tỏ. Mộ Phù Sinh cười khổ nói, không ngờ trưởng pháp của Tô gia chủ lại lợi hại đến vậy, ta chưa từng tu luyện bất kỳ trưởng pháp nào. Tô Mộ Vũ chậm rãi nói, bởi kiếm pháp xưa nay không nằm ở kiếm, mà ở bản thân. Mộ Phù Sinh khẽ cúi đầu, là vậy sao, ta hiểu rồi. Tô Mộ Vũ khẽ giơ tay, tế vũ kiếm đang ghim trên ngực Tô Tử Ngôn liền rơi về tay hắn. Hắn nói tiếp, nhưng các ngươi lại chưa từng tin tưởng chính mình. Vậy thì xin chúc mừng Tô gia chủ, mang đến một ám hà hoàn toàn mới trở lại. Mộ Phù Sinh cảm nhận luồng kiếm khí quỷ dị trong cơ thể không ngừng cuồng loạn, cắt đứt kinh mạch, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng rồi gục xuống. Ba tiếng nổ vang lên, thân thể hắn bị kiếm khí đâm xuyên thân thể, nổ tan tành. Tô Mộ Vũ thu kiếm, ánh mắt nhìn về phía Trọc Thanh. Tuyết lớn bay lả tả, mái tóc bạc phơ phất, trên thân kiếm và y phục đều nhuốm đầy máu tươi. Lúc này trông Tô Mộ Vũ chẳng khác nào một sát thần bước ra từ Tu La địa ngục. Trọc Thanh đứng cách đó không xa, quanh thân được bao bọc bởi luồng chân khí màu tím. Thấy Tô Mộ Vũ xoay người, Trọc Thanh vung tay áo, đánh tan luồng chân khí màu tím quay người. Khí thế trên người Trọc Thanh lúc này cũng đã hoàn toàn khác biệt. Lão nhìn Tô Mộ Vũ, trong mắt lóe lên tia sáng màu tím. Nếu Tô gia chủ đã bất chấp phản ngược, muốn liều chết đánh một trận, vậy thì ta cũng nên tiếp. Ta sẽ dùng hư hoài công tầng 9, lãnh giáo thất sát lục diệt kiếm của ngươi. Tô Sương Hà siết chặt nắm tay. Đây chính là cảnh giới nửa bước thần du trị, đúng vậy, để các người được mở mang tầm mắt, xem thử ta khi toàn thịnh là như thế nào. Trọc Thanh vung tay, một trường ấn đỏ máu khổng lồ lao vút đi, nhắm thẳng vào Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ vẫn mang vẻ mặt không chút biểu cảm, chỉ khẽ giơ tay đã chẻ đôi trường ấn đỏ máu. Thế nhưng ngay sau đó, Trọc Thanh đã áp sát đến trước mặt hắn, luồng chân khí màu tím quanh thân, hắn hóa thành một con rồng tím khổng lồ, lao thẳng đến mặt Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ liền vung tế vũ kiếm vẽ một vòng tròn trên mặt đất, vô số ảo ảnh trường kiếm hiện ra, nháy mắt đã chém nát con rồng tím. Tiếp đó, Tô Mộ Vũ lại ném mạnh tế vũ kiếm xuống đất, thanh kiếm lập tức hóa thành mười mấy mảnh vỡ, lơ lửng xung quanh. Trên những mảnh vỡ ấy, máu tươi nhỏ xuống không ngừng. Thập bát kiếm trận, Tô Mộ Vũ quát lớn, Mộ Vũ, huyết tế, chương 248, mạt 19, lập đông, nam. Theo tiếng quát khẽ của Tô Mộ Vũ, 18 mảnh tế vũ kiếm theo máu tươi bay ra, lượn vòng quanh đỉnh đầu Trọc Thanh. Tô Mộ Vũ có chiêu kiếm mạnh nhất, đặt bằng chính tên mình. Khoảnh khắc chiêu thức tuyệt sát tung ra, tất cả mũi kiếm từ trên trời giáng xuống, tựa như mưa bụi. Còn hắn sẽ là vệt cầu vòng cuối cùng, lấy mạng kẻ địch. Nhưng giờ phút này, trong tay hắn đã không còn kiếm, rơi. Tô Mộ Vũ vung tay, tất cả phi nhận trên trời đồng loạt giáng xuống. Lần này, ngoại trừ mưa kiếm, còn có cả mưa máu. Tất cả mưa máu ấy cũng hóa thành kiếm khí đỏ rực, cùng nhau đổ xuống. Trọc Thanh thầm kinh hãi,
Chẳng lẽ trên thế gian này thật sự có kiếm khí mang theo sát ý thuần túy đến vậy sao? Lão ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi. Hắn như lạc vào một vùng không gian bị kiếm khí bao phủ, vô số kiếm ảnh từ trên trời cao giáng xuống, mang theo khí thế hùng hồn. Nhưng khác với Tạ Tích Hựu trước đó đã bị trận pháp kiếm ảnh đánh tan, Chọc Thanh không hề bị kiếm thế cường đại này áp đảo. Lão gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng xoay chuyển, từng chút một thu hết kiếm ảnh đầy trời vào giữa hai lòng bàn tay. Tuy vẫn có những vệt kiếm ảnh không cam lòng bắn ra, để lại trên người Chọc Thanh từng vết máu, nhưng sắc mặt lão lại lộ vẻ đắc ý, hạ giọng nói: "Chiều này, ta đã chặn được Tô Xương Hà cao mày, sao lão thái giám này lại mạnh đến vậy?" Phá! Chọc Thanh gầm lên một tiếng, bóng kiếm trong thiên địa hoàn toàn biến mất. Song trưởng hắn đột nhiên kéo một cái, một ao ảnh kiếm khí hiện ra, hắn vung trưởng về phía Tô Mộ Vũ, kiếm ảnh lập tức văng ra. Tô Mộ Vũ giơ tay lên, trường đao của Tạ Tích Hiệu lại rơi vào tay hắn, hắn ra sức chém về phía trước nhưng bị ép lui liền 13 bước, trường đao trong tay đứt thành từng khúc. Mộ Vũ, Tô Xương Hà tung người về phía trước, xuất trường vỗ vào sau lưng Tô Mộ Vũ, truyền chân khí trên người vào trong cơ thể hắn. Tô Mộ Vũ vùng chỉ thành kiếm, cố gắng chống lại, nhưng cho dù có Tô Xương Hà trợ giúp vẫn không địch lại. Kiếm khí mảnh mai tràn ra từ kiếm ảnh, lập tức lưu lại vài chục vết thương trên người hắn và Tô Xương Hà. Chọc Thanh cười lạnh, lại xuất trưởng, chỉ thấy một con rồng màu tím lượn lờ quấn lấy kiếm ảnh kia, cùng tấn công về phía Tô Mộ Vũ. Hắn quát, chết đi, Tô Mộ Vũ. Một tiếng quát nhẹ đột nhiên vang lên từ cuối con đường. Thần sắc Tô Mộ Vũ hơi biến đổi, ta mang kiếm tới cho ngươi, thanh âm quen thuộc kia lại vang lên. Trước mặt Tô Mộ Vũ đã bị bóng kiếm và con rồng dài màu tím bao phủ, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thậm chí sau khi nhập ma ngũ cảm của hắn đã có phần chết lặng, mọi thứ bên ngoài đều nhuốm một lớp máu, hơn nữa bên tai vẫn luôn nghe thấy tiếng gầm của mãnh thú. Nhưng âm thanh này lại khiến ánh mắt hắn đột nhiên trở nên vô cùng trong trẻo. Hạc Vũ, Tô Mộ Vũ đưa tay ra. Bạch Hạc Hoài đứng cuối con phố cảm thấy Hạc Vũ kiếm trong tay rung động kịch liệt, tiếp đó trường kiếm kia liền rời vỏ bay thẳng tới tay Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ đột nhiên vung kiếm, chỉ nghe một tiếng hạc kêu, trong đêm tối thiên khải thành tĩnh lặng, tiếng nổ vang lên, kiếm ảnh hóa thành hư vô, đầu rồng màu tím bị một kiếm chém rụng. Tô Dương Hà thu tay lại, trực tiếp lướt ra ngoài 10 trượng, đáp xuống bên cạnh Bạch Hạc Hoài. Chọc Thanh giang hai tay ra, nhìn hai tay mình, trên đó đã là máu thịt bê bết, hắn nhếch miệng cười, sắc mặt điên cuồng. Từ khi gặp Lý Tiên Sinh, ta chưa từng trải qua trận chiến nào hung hiểm như vậy. Còn Tô Mộ Vũ sau khi thi triển một chiêu phá kiếm ảnh, lại tung người lao tới, chớp mắt đã đến trước mặt Thanh. Hai người nhìn nhau, ánh mắt va chạm, đối chọt gay gắt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Tô Mộ Vũ đã xuất kiếm đâm vào bụng Chọc Thanh, còn Chọc Thanh cũng vỗ một chưởng lên ngực Tô Mộ Vũ. Người đã hoàn toàn nhập ma rồi, cho dù thắng ta, người cũng không thoát được đâu. Chọc Thanh nhìn Tô Mộ Vũ với con ngươi đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ máu, lạnh lùng nói: "Có thể giao chiến trực diện thì ngươi là vô địch, nhưng phía sau ta còn có người." Tô Mộ Vũ nắm chặt Hạc Vũ kiếm, chỉ thấy vô số kiếm khí tỏa ra từ thân kiếm, lượn vòng quanh hai người một hồi rồi lập tức co lại, đồng thời chém cả Chọc Thanh và Tô Mộ Vũ thành máu tươi đầm đìa. "Mộ Vũ!" Bạch Hạc Hoài khẽ kêu lên một tiếng, định tiến lên nhưng bị Tô Xương Hà kéo lại. Tô Xương Hà cau mày nhìn về phía trước, đừng tới đó, kiếm ảnh đã tan, Tô Mộ Vũ và Thanh đều nằm dưới đất rồi. Chọc Thanh giơ tay đón lấy một bông tuyết, cười khổ một tiếng, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Thôi vậy, Tô Mộ Vũ cầm Hạc Vũ kiếm, chống kiếm xuống đất, gắng gượng đứng dậy. Hai mắt hắn đã bị ánh sáng đỏ máu che lấp, chỉ có thể loáng thoáng nhìn hai bóng người phía xa. Hắn khó khăn từng bước chậm rãi tiến về phía trước. Tuyết lớn rơi lả tả, mái tóc trắng bay phất phơ, từng giọt máu tươi theo bàn tay hắn rơi xuống thân kiếm Hạc Vũ, sau đó trượt xuống đất. Nước mắt trong khóe mi Bạch Hạc Hoài lặng lẽ chảy xuống, cô bước lên trước một bước. Tô Xương Hà vội lên tiếng ngăn cản, thần y, sao chưa kiếm vừa rồi, Mộ Vũ đã hoàn toàn nhập ma. Có lẽ lúc này hắn đã không còn nhận ra ai nữa, nếu cô đi qua, hắn sẽ lập tức xuất kiếm giết người. Đợi ta hồi phục khí tức một lát để ta địa. Tô Mộ Vũ Bạch Hạc Hoài không kìm được nữa, lắc đầu, đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt, sau đó lấy bình sứ bạch ngọc trong lòng ra, vừa lớn tiếng gọi, vừa chạy về phía Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ. Tô Xương Hà thở dài một tiếng, giữa hai bàn tay lượn lờ khí đỏ, sẵn sàng ra tay khống chế Tô Mộ Vũ bất cứ lúc nào. Đến khi Bạch Hạc Hoài đã tới trước mặt Tô Mộ Vũ, cuối cùng cô dừng lại. Tô Mộ Vũ cũng cầm kiếm dừng lại, hắn há miệng định nói nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Bạch Hạc Hoài đưa tay ra, tay run rẩy chậm rãi lau đi vết máu trước mắt Tô Mộ Vũ, để lộ đôi mắt đầy máu đen phía dưới. Con người hắn tuy huyết quang lưu chuyển,
nhưng vẫn còn lưu lại một chút trong trẻo. Uống đi. Bạch Hạc Hoài đưa bình thuốc trong tay đến bên ngôi Tô Mộ Vũ. Đây là băng tâm thủy, có thể hóa giải chứng tàu hỏa nhập ma. Tô Mộ Vũ cắn lấy mép bình sứ. Bạch Hạc Hoài mừng rỡ, vội vàng đẩy bình thuốc lên, nước thuốc trong veo như nước suối theo đó chảy vào trong miệng Tô Mộ Vũ. Bạch Hạc Hoài khẽ thở phào, tốt quá, cũng may đến kịp lúc. Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, mái tóc bạc trắng phất phơ theo gió, không ngờ lại từ từ trở về bình thường. Tiếp đó kiếm khí mạnh mẽ vô song cũng đột nhiên tiêu tán vô tung. Hắn giang hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Hạc Hoài trước mặt. Thân hình Bạch Hạc Hoài run lên khe khẽ, gương mặt lập tức đỏ ửng. Tô Sương Hà cũng thở phào nhẹ nhõm, giải trừ trường lực trên người, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng nói bên tai Bạch Hạc Hoài, "A Hạc, mọi chuyện đều đã kết thúc, chúng ta có thể về." Một tiếng tên bắn xé gió đột nhiên vang lên, nhắm thẳng vào sau lưng Tô Mộ Vũ. Bạch Hạc Hoài mở to hai mắt, đẩy Tô Mộ Vũ phía trước ra, hô to, "Cẩn thận, mũi tên kia đến quá nhanh, xuyên thẳng qua ngực phải của cô." Bạch Hạc Hoài rên lên một tiếng, ngửa đầu ngã xuống đất. Tô Mộ Vũ vốn bị đẩy ngã xuống đất, lúc này thấy vậy muốn gắng gượng đứng dậy, nhưng trên người không còn chút sức lực nào, hắn miễn cưỡng đưa tay phải ra, nắm chặt lấy tay Bạch Hạc Hoài. Bạch Hạc Hoài nhìn hắn, khóe miệng tuy có máu tươi chảy ra, nhưng vẫn khó khăn nói, yên tâm, ta là thần y. Mũi tên thứ hai đã ập đến, mục tiêu vẫn là Tô Mộ Vũ, nhưng lại có một bàn tay đỏ ao nắm lấy mũi tên. Tô Sương Hà thở dốc, sau đó đột nhiên xoay người, ném thẳng mũi tên kia về trên tòa tháp ở đằng xa. Tạ Tại Dã bung cung tên trong tay xuống, lập tức nghiêng người né tránh, chỉ thấy mũi tên lướt qua bên mái tóc mai, đánh nát đỉnh tháp phía sau. Tạ Tại Dã vội vàng tung người nhảy lên trốn thoát qua đỉnh tháp, sau đó chạy như bay về phía phủ tướng quân. Nhưng hắn mới chạy được vài bước đã thấy một bóng người quen thuộc chắn trước mặt. Đại gia trường ám hạt, Tạ Tại Dã trầm giọng nói. Hắn không thể nào nói tiếp, bởi vì cổ họng đã bị Tô Sương Hà bóp chặt. Tô Sương Hà nghiến răng nghiến lợi, vì sao? Tạ Tại Dã há to miệng định nói gì đó nhưng chỉ phát ra vài tiếng u ớ. Vì sao? Tô Sương Hà lại nghiến răng hỏi. Tạ Tại Dã đã hoàn toàn không thở nổi, hai tay bấu chặt lấy cánh tay Tô Sương Hà cố gắng gỡ ra. Tô Sương Hà buông tay, xuất trưởng vỗ nát lồng ngực Tạ Tại Dã. Trên đường Chu Tước, Tô Chiết và Tiêu Chương Nhan cùng đáp xuống chạy về phía Tô Mộ Vũ và Bạch Hạc Hoài đang nằm trên đất. Lúc này Bạch Hạc Hoài đã nhắm mắt, còn Tô Mộ Vũ vẫn còn chút thần trí cuối cùng. Hắn khó khăn mở miệng, mau cứu cô ấy, mau cứu cô ấy, rồi nhắm mắt, bất tỉnh nhân sự. Vũ Nhi, Tô Chiết gầm lên một tiếng đau đớn. Tiêu Chư Nhan lấy từ trong ngực ra một cái hộp gỗ, dần dẩy mở ra, lấy ra một cây châm dài. Cây châm này thô hơn kim châm thường một chút, lại có màu vàng kim, trên thân còn khắc phù văn kỳ dị. Đây là vật gì? Tô Chiết hỏi. Là chí bảo của Dược Vương cốc chúng ta, định tâm châm, một khi đâm vào thì xin tự dừng lại. Trong thời gian này, nếu tìm được cách chữa trị thì người được châm sẽ bình an vô sự. Tiêu Chư Nhan trầm giọng đáp, vậy còn đứng ngay ra đó làm gì? Tôi chết sốt ruột quát. Nhưng cho dù chữa khỏi, một châm này đâm xuống, khi nào sư phụ tỉnh lại cũng là điều khó nói. Có thể ngày mai, có thể sang năm, cũng có thể 10 năm. Tiêu Chư Nhan lắc đầu, thôi kệ. Chiết thúc, công lực của người thâm hậu, mau đâm kim châm này vào ngực sư phụ. Được. Tô Chiết nhận lấy kim châm, nhẹ nhàng ước lượng rồi không chút do dự xuất trưởng đánh xuống. Kim châm lập tức ghim vào ngực Bạch Hạc Hoài, mí mắt Bạch Hạc Hoài khẽ động đậy, nhưng cô vẫn không mở mắt. Tô Sương Hà đáp xuống, tay xách đầu Tạ Tại Dã. Hắn thuận tay ném sang một bên, rồi bước tới trước mặt hai người. Lúc này, Tiêu Chư Nhan cũng cho Tô Mộ Vũ uống vài viên thuốc. Cô quay sang nói với Tô Sương Hà, Vũ ca không còn nguy hiểm đến tính mạng, trở về thôi. Tô Sương Hà ngẩng đầu, lúc này tuyết đã ngừng rơi, vầng trăng trên cao không biết bị áng mây đen nào che khuất. Chuyện ở Thiên Khải Thành, đến đêm nay xem như kết thúc rồi sao? Tiêu Chư Nhan khẽ hỏi. Tô Sương Hà vẫn nhìn trời, nét mặt không chút gợn sóng. Những gì ám hà chúng ta cần làm đến đêm nay là kết thúc, nhưng chắc chắn chuyện ở Thiên Khải Thành đêm nay sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Chuyện này không còn liên quan đến chúng ta nữa rồi. Chúng ta phải đi đến Bỉ Ngạn, nhưng nếu Bỉ Ngạn cũng chỉ là một dòng sông tối tăm khác, vậy mỗi bước chúng ta đi có ý nghĩa gì? Lúc này, ngọn lửa hừng hực đã bao trùm khắp nơi. Trong phòng, Mộ Tuyết Vi lau mồ hôi trên trán, nói, là độc trận mà chúng ta bố trí không chống đỡ nổi một nén nhang, võ công của ta chỉ càng liên lụy ngươi, ngươi tự đi đi. Mộ Thanh Dương ngồi trên ghế dài, tay mân mê đào hoa tệ, thần sắc lạnh nhạt, hay là ta bói một quẻ? Nếu cuối cùng là mặt hoa đào, chúng ta có thể thuận lợi rời khỏi đây, phải nhanh chóng làm hôn lễ đầu tiên trong Tinh Lạc Nguyệt Ảnh các trước khi Vũ Mặc đến. Nếu là mặt kiếm, vậy chúng ta đành cùng chết ở đây, kiếp sau nguyện cầu gặp lại. Mộ Tuyết Vi cau mày, kết hôn cái gì chứ? Giờ này rồi còn làm loạn, tới đây.
Mộ Thanh Dương ném đào hoa tệ trong tay lên, nó xoay vài vòng trên không rồi rơi xuống bàn gỗ bên cạnh, xoay hết vòng này đến vòng khác, thế nhưng cuối cùng lại đứng thẳng, không phải mặt hoa đào, cũng chẳng phải mặt kiếm gỗ. Mộ Tuyết Vi cười khổ, vậy là điềm gì? Mộ Thanh Dương đưa tay chụp lấy đồng tiền, để mặt hoa đào hướng lên trên cười nói, cái này gọi là gặp dữ hóa lành. Dứt lời, hắn cầm lấy kiếm gỗ đào bên cạnh, khẽ vung tay, trên thân kiếm lập tức bốc cháy ngọn lửa màu lam nhạt. Phù kiếm gặp lửa, tai họa giải họa. Mộ Thanh Dương đẩy cửa lớn, tay cầm kiếm gỗ đào bước vào tiểu viện đã chìm trong biển lửa. Trên đường lớn Huyền Vũ, Tạ Tuyên tay cầm kiếm giao đấu với ba người áo đen. Hắn vung vạn quyển thư trong tay, thở dài, ba vị công công đã vào hoàng lăng, cớ sao còn nhúng tay vào phân tranh Thiên Khải Thành. Ba người áo đen nhìn nhau, không nói gì, chỉ ra tay càng thêm hung hãn. Dù đã che mặt, dù chưa từng gặp mặt bọn Tạ Tuyên, nhưng chỉ sau vài chục chiêu Tạ Tuyên đã nhận ra thân phận của đối phương. Tiêu Nghiệp Phong ngồi trong kiệu ho khan dữ dội, tay phải hắn phủ đầy băng xương, dù vận hết chân khí toàn thân cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ. Thế nhưng lúc này lại có một người áo đen nhân, lúc ba người kia dẫn Tạ Tuyên đi, đáp xuống bên cạnh kiệu. Ngươi là ai? Thị vệ canh giữ bên kiệu quát lớn. Cút! Người nọ khẽ quát, đột nhiên vung tay áo, đánh bay mấy tên thị vệ ra ngoài. Tiêu Nghiệp Phong cười khổ, xem ra đêm nay các ngươi quyết tâm lấy mạng ta. Làng Gia Vương, ngươi kết bè kết phái, ý đồ mưu phản, chết chưa hết tội. Người bên ngoài kiệu cười lạnh, ta ngồi đây, muốn giết ta, cứ việc rút kiếm. Tiêu Nghiệp Phong ung dung nói, ta và vương gia cách nhau một trượng, đã cảm nhận được hàn khí bức người, xem ra tin tức của chúng ta không sai, hàn độc của vương gia đã sớm trầm trọng. Vậy mà còn muốn liều mình vào đây, chẳng lẽ muốn trước khi chết thay bệ hạ dọn dẹp chướng ngại cuối cùng hay sao? Chỉ tiếc là, người áo đen kia nâng trường đánh thẳng về phía kiệu, dừng tay. Một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, chắn trước kiệu, buộc người áo đen phải điểm nhẹ chân lướt về phía sau. Một nữ nhân áo xanh đáp xuống bên kiệu, rút trường kiếm, chỉ thẳng vào người áo đen. Cút! Tiêu Nhược Phong nghe thấy giọng nói ấy, thần sắc hơi biến đổi, nàng đến rồi. Phải, ta đến rồi, nữ nhân áo xanh hừ lạnh, đến cứu ngươi. Chẳng phải nàng nói sinh tử của ta không liên quan đến nàng, nàng không muốn dính líu đến chuyện ở Thiên Khải Thành mà. Tiêu Nhược Phong cười khổ, ta muốn đến thì đến, liên quan gì đến ngươi. Nữ nhân áo xanh tức giận, đêm năm ấy chúng ta xông vào Thái An Điện còn nguy hiểm hơn nữa, chẳng phải nàng cũng không đến Thiên Khải Thành liếc mắt một cái sao. Tiêu Nhược Phong lắc đầu, đêm đó ta đến Thiên Khải Thành từ lâu rồi, ta cài người bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm, hắn phát lệnh tiễn, ta sẽ xông vào hoàng cung. Dù hắn là Thanh Vương, Cảnh Ngọc Vương hay Thái An Đế, nếu ta đã rút kiếm, người cũng phải đi cùng ta. Nữ nhân áo xanh vung trường kiếm, đừng rông dài nữa, tối nay nâng kiếm, đưa Nhược Phong đi. Trong phủ Phi Hổ tướng quân, Điển Diệp xem mật thư trong tay, thở dài, không ngờ cuối cùng vẫn phải đi đến bước này. Gạt bỏ mọi âm mưu, chỉ còn lại đao kiếm nhuốm máu, Điển Diệp đặt mật thư sang một bên, cầm lấy kim đao bên cạnh, rồi xông ra khỏi cửa. Tất cả binh sĩ trong phủ đều đã mặc áo giáp, tay cầm binh khí đi theo sau Điển Diệp bận động. Điển Diệp vung thanh đao vàng kim trong tay, sau đó đẩy cửa bước ra, bên ngoài đúc lửa sáng rực. Bách Lý Thành Phong thúc ngựa đứng trước phủ Phi Hổ tướng quân, thấy Điển Diệp đi ra bèn khom người cười nói, Phi Hổ tướng quân, đêm khuya thế này còn muốn đi đâu vậy? Điển Diệp nhíu mày, hạ giọng nói, Thế tử trấn Tây Hầu là ta. Bách Lý Thành Phong mỉm cười phất tay, Lý thống lĩnh, người xem có phải vị tướng quân này định muốn tạo phản không? Người đứng bên cạnh Bách Lý Thành Phong chính là phó thống lĩnh Kim Ngô Vệ Lý Tiên. Hắn rút trường đao bên hông, quát lớn, Điển tướng quân, mời buông đao xuống. Điển Diệp cười lạnh, chỉ bằng các ngươi, những vị công tử mà ngươi bắt cóc đều đã được đưa về phủ. Đêm nay, thế lực sau lưng bọn họ sẽ không có bất kỳ hành động nào. Bách Lý Thành Phong rút trường kiếm bên hông, còn các ngươi, một cơn gió lướt qua, Điển Diệp bỗng ngẩng đầu, Bách Lý Thành Phong đã cầm kiếm đứng sau lưng hắn, trường kiếm gác lên vai hắn, thường sát kiếm, cách trăm dặm cũng như cưỡi gió. Bách Lý Thành Phong mỉm cười, ta vẫn mạnh mẽ như vậy. Các bạn đang nghe chuyện Ám Hà Truyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top, chương 249, màn 19, lập đông 6. Sáng sớm hôm sau, tại Hạc Vũ Dược Trang, Tô Mộ Vũ và Bạch Hạc Hoài vẫn nằm hôn mê trên giường. Tô Sương Hà ngồi trên ghế xoay xoay lưỡi dao trong tay, thần sắc có vẻ mất kiên nhẫn, lưỡi dao găm trong tay đã vài lần rơi xuống đất. Lúc này Tô Hồng tức đẩy cửa bước vào, cau mày nhìn Tô Sương Hà. Tô Sương Hà nắm chặt dao găm, trầm giọng hỏi, vẫn chưa tìm được tung tích của bọn chúng sao? Tô Hồng tức lắc đầu, vẫn chưa tìm thấy. Trong sân của Vãn Nhi, cô nương chỉ có thi thể của đám thích khách trong phủ tướng quân, không có hai người bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không để lại dấu hiệu gì, cứ như đột nhiên bốc hơi khỏi Thiên Khải Thành. Đợi trở về Ám Hà,
lệnh cho Mộ Gia phái người đi tìm. Tô Sương hạ âm u nói, lúc này Mộ Vũ Mặc tiến vào khẽ thở dài, nếu không tìm thấy thì thôi vậy. Vũ Mặc. Tô Sương Hà nghiêng người dựa vào ghế, cười nhạt, trải qua một trận chiến sinh tử cùng với người trong lòng, cô thấy thế nào? Chứng kiến cảnh hiện giờ, e là dù có chuyện gì xảy ra cũng chẳng thể vui vẻ nổi. Mộ Vũ Mặc nhìn Tô Mộ Vũ và Bạch Hạc Hoài đang nằm trên giường, ánh mắt đầy ưu tư. Vừa rồi cũng nghe rồi đấy, Mộ Thanh Dương và Mộ Tuyết Vi đều không thấy đâu. Tô Sương Hà cất dao găm, nói, không biết là gặp chuyện bất trắc hay là chán ghét cảnh tranh đấu này nên đêm qua đã tự ý rời đi. Mộ Vũ Mặc gật đầu, ta hiểu. Từ nay ta chính là gia chủ Mộ gia, mọi chuyện nhi nữ tình trường đều phải gác lại phía sau, cô làm được không? Tô Sương Hà hỏi đầy ẩn ý. Mộ Vũ Mặc ngửa đầu nhìn ra ngoài phòng, hắn đã hứa với ta, ta sẽ đợi hắn tới thực hiện lời hứa. Lúc này trong tiểu viện của Hạc Vũ Dược Trang, Bách Lý Thành Phong bước vào, thấy Tô Chiết, hắn mỉm cười, cúi đầu nói, nói kỹ hơn thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tô Chiết ngẩng đầu nhìn Bách Lý Thành Phong, cau mày. Thuấn kiếm Bách Lý Thành Phong, ta thích cách gọi này, êm tai hơn thế tử gia. Đúng, ta là Bách Lý Thành Phong. Bách Lý Thành Phong nhướng mày, cười nói, hai chúng ta chắc là anh em cột chèo. Tô Chiết thở dài, lắc đầu, ta còn chẳng thể bước qua cửa lớn Ôn gia, bọn họ không nhận ta là cô gia, nói chi đến cột chèo. Dù sao ta cũng không giống ngươi, ngươi là thế tử Trấn Tây Hầu nổi danh khắp thiên hạ, bây giờ chủ nhân của Ôn gia là Ôn Hồ Tử, ta tin vị đại cữu ca này sẽ nhận ngươi. Bách Lý Thành Phong mỉm cười, nhìn vào trong nhà, hôm nay ta mới biết, thời gian vừa qua đứa cháu gái gia nhập Dược Vương cốc của ta, vẫn luôn đi theo ám hà các ngươi, ta còn chưa từng gặp con bé, chỉ nghe nói con bé rất giống mẹ. Giống, rất giống, bởi vì đều dây dưa không rõ với thằng nhãi trong ám hà, cho nên mới có phiền toái như bây giờ. Không biết vì sao tiếng phổ thông của Tô Chiết không còn chút khẩu âm nào, chỉ có điều mỗi câu, mỗi chữ đều loáng thoáng vẻ phẫn nộ. Cho dù đang nói chuyện với Bách Lý Thành Phong thân phận cao quý, quan hệ có thân cận. Bách Lý Thành Phong thở dài, có 80 phá phong quân cùng theo ta vào kinh, do bọn họ mở đường, toàn bộ Bắc Ly sẽ không ai dám ngăn cản các ngươi trên đường, nếu cần, bọn họ sẽ hộ tống chư vị rời khỏi Thiên Khải Thành. Là Lang Gia Vương phái ngươi tới. Tô Dương Hà đi vào trong sân, cười lạnh. Bách Lý Thành Phong gật đầu, Lang Gia Vương điện hạ đột nhiên mắc trọng bệnh, giờ đang hôn mê bất tỉnh. Huyền Vũ Sứ và nội vệ ti còn đang giải quyết chuyện bạo loạn ở Thiên Khải Thành ngày hôm qua. Rất nhiều chuyện chỉ có thể do ta thay mặt. Lúc này, Tiêu Triều Nhan đang cầm hòm thuốc từ trong phòng thuốc đi ra. Cô nhìn thấy Bách Lý Thành Phong, không khỏi ngẩn người. Vị tướng quân này là... Ta là dượng của thần y. Bách Lý Thành Phong cúi đầu, dượng, Tiêu Triều Nhan, nhớ mày. Triều Nhan, tôi chết trầm giọng, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Phải đến Dược Vương Cốc ngay lập tức. Tiêu Triều Nhan vội la lên, sáng sớm nay ta đã cho người truyền tin cho Dược Vương Cốc rồi. Hiện giờ trong thiên hạ, người có cơ hội cứu sống sư phụ chỉ có một, đó chính là Dược Vương Tân Bách Thảo. Tô Chiết đứng dậy, vậy làm phiền Bách Lý huynh, chỉ là việc nhỏ thôi. Bách Lý Thành Phong thở dài, sau này đợi thần y khôi phục, mời các ngươi đến Càn Đông Thành chơi một chuyến. Chúng ta luôn là người thân, hơn nữa chuyện năm xưa đã qua rất lâu rồi, vị trong nhà đã nhiều năm rồi chưa từng gặp cháu gái này, thi thoảng vẫn nhắc tới. Sau này nếu còn đi lại giang hồ, tên của ta vẫn chưa đủ vang dội, cứ để cô ấy nhắc tới tên biểu ca của mình, Thanh chủ Thuyết Nguyệt Thành, Bách Lý Đông Quân, cái tên này đủ vang dội rồi. Được, Tô Chiết xoay người, đi vào buồng trong. Tô Sương Hà nhìn Bách Lý Thành Phong trước mặt, nít miệng, các ngươi đã tìm được thứ mình muốn rồi sao? Bách Lý Thành Phong lắc đầu, trên người Chọc Thanh có một cuộn sách Long Phong. Chỉ tiếc là cuộn đó vẫn không phải là thật. Chọc Thanh chết rồi sao? Tô Sương Hà vừa xoay con dao trong tay, vừa hỏi đầy ẩn ý. Lúc chúng ta gặp hắn thì hắn bị trọng thương nhưng vẫn còn một hơi thở. Bách Lý Thành Phong lập tức hạ giọng, sau đó khi chúng ta đưa hắn đi thì bị một cao thủ thần bí ngăn cản, cao thủ đó võ công cực cao, đã cướp Chọc Thanh đang trọng thương, nhưng ta chưa từng thấy ai bị thương nặng như vậy mà vẫn sống sót. Tô Sương Hà nheo mắt như đang suy tư điều gì đó. Trong phòng, Tô Chiết bế Bạch Hạc Hoài trên giường bệnh, nhìn Tô Mộ Vũ đang nằm hôn mê bất tỉnh, khẽ thở dài, có lẽ người thật sự là duyên nhân của nó, hoặc người cũng như ta xưa, đều là người không nên xuất hiện. Đây là lời nguyền của khôi chúng ta hay sao? Nói xong, Tô Chiết bèn bế Bạch Hạc Hoài bước ra khỏi, Tiêu Triều Nhan đặt bình thuốc vào tay Mộ Vũ Mặc, dặn dò, đợi Vũ công tử tỉnh lại, mỗi ngày, phải uống 3 viên, nhất định phải ghi nhớ. Trong vòng 3 tháng đừng động võ nữa, hoặc là bảo hắn lập tức đến Dược Vương Cốc tìm chúng ta. Mộ Vũ Mặc gật đầu, được, đợi hắn tỉnh. Chúng ta sẽ đến Dược Vương Cốc, không cần đâu. Mộ gia cũng có danh y hiếm có, bảo Tô Mộ Vũ về ám hà là tốt rồi, không cần đến Dược Vương Cốc, cứ nói với hắn Bạch Hạc Hoài đã chết rồi. Tô Chiết đứng ở cửa, quay đầu lại nói với Mộ Vũ Mặc,
Mộ Vũ Mặc ngẩn người cười khổ, phải làm vậy thật sao? Trừ phi con gái của ta nhanh chóng tỉnh lại, khi đó ta sẽ nghe theo con bé. Tô Triết không nói thêm nữa, trực tiếp đi ra ngoài. Bách Lý Thành Phong thấy Tô Triết bế Bạch Hạc Hoài đi tới, lập tức nghiêng người tránh sang một bên, xe ngựa và Phá Phong Quân đã chờ sẵn ngoài cửa, đa tạ. Tô Triết lướt qua bên cạnh Bách Lý Thành Phong. Bên ngoài Hạc Vũ Dược Phủ, Phá Phong Quân mặc giáp nhẹ và một chiếc xe ngựa sang trọng đang dừng ở đó. Tô Triết bế Bạch Hạc Hoài vào trong xe ngựa, Đạt Khôn nằm xuống chỗ ngồi trong cùng. Tiêu Chiêu Nhan đứng bên cạnh, cẩn thận lau mồ hôi trên trán cho Bạch Hạc Hoài. Tô Triết cao giọng nói, đi rèm xe ngựa theo gió nhẹ nhàng được vén lên. Tô Sương Hà đã ngồi bên cạnh Tô Triết. Triết thúc, người thật sự tuyệt tình như vậy sao? Tô Sương Hà nói đầy ẩn ý. Tô Triết cầm tẩu thuốc lên, phát hiện đã hết thuốc lá bèn ném sang một bên, định lấy trong lòng ra một quả cao, nhưng lại chỉ còn lại bọc giấy trống không. Cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, e là con gái của ta sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Ta cảm thấy ta làm bất cứ chuyện gì cũng không phải là nhẫn tâm. Đây không phải lỗi của Mộ Vũ. Tô Sương Hà gằn từng chữ. Năm xưa, nếu mẹ con bé không gặp ta, có lẽ sau này sẽ không chết. Nếu nó không gặp Tô Mộ Vũ, có lẽ vẫn là tiểu thần y vô ưu vô lo. Cho dù ta và Tô Mộ Vũ đều là người không tệ, nhưng chúng ta lại là kẻ không nên tồn tại. Tô Triết lạnh lùng nhìn Tô Sương Hà. Ngươi hiểu ý ta không? Tô Sương Hà đưa tay vuốt ve chòm râu. Vì xuất thân từ ám hà, vì là quỷ trong loài người nên luôn mang trên mình nguy hiểm và phân tranh, phải. Cho nên trước khi con gái ta tỉnh lại, ta không muốn có bất cứ kẻ nào tới quấy rầy nó. Giọng nói của Tô Triết mang theo vẻ phẫn nộ. Ta không muốn có thêm nguy hiểm và phân tranh nào tới gần con bé. Không, một chút cũng không. Cho nên, các ngươi cút hết cho ta. Bất luận các ngươi là ám hà hay bị nạn, những chuyện này đều không liên quan tới hai cha con ta nữa. Nói cho Tô Mộ Vũ biết, Bạch Hạc Hoài đã chết. Chết dưới mũi tên đêm quan. Lời cuối cùng vừa dứt, chân khí trên người Tô Triết tuôn ra, khiến mái tóc Tô Sương Hà bay phất phới. Thế nhưng Tô Sương Hà vẫn cười nhạt, thần sắc không đổi. Tiêu Triều Nhan kinh hãi, Triết thúc, bây giờ người không thể vận chân khí lung tung, người nghe rõ chưa? Tô Sương Hà, đại gia trường. Tô Triết trầm giọng, ta hiểu rồi. Nhưng Tô Mộ Vũ thì không, hắn là kẻ cố chấp, nếu không thấy thi thể tiểu thần y, hắn sẽ không tin kết cục này. Tô Sương Hà cười lạnh. Tô Triết đột nhiên vỗ mạnh vào bàn ghế bên cạnh, cười lạnh, vậy thì để hắn tới Dược Vương Cốc tìm, hắn chỉ thấy một ngôi mộ mới dựng mà thôi. Ngươi nói hắn không thấy thi thể sẽ không tin kết cục này, vậy ngươi nói xem hắn có đào mộ con gái ta không? Tiêu Trường Nhan bội la lên, Triết thúc, nếu người còn không khống chế chân khí sẽ làm sư phụ bị thương đấy. Nghe vậy, Tô Triết mới kiềm chế lửa giận và chân khí đang tràn ngập, nhìn Tô Sương Hà, ta chỉ muốn nói như vậy thôi, ta hiểu rồi. Tô Sương Hà nhìn Bạch Hạc Hoài đang nằm đó, nhưng hắn sẽ có lựa chọn của riêng mình. Năm xưa, ta đã chọn rời đi. Tô Triết cười lạnh, không ai hiểu rõ hơn ta. Giờ phút này một nam nhân sẽ đưa ra lựa chọn gì, chúng ta phải đi. Xin đại gia trường cho phép cáo lui. Nói xong, Tô Triết giơ tay về phía Tô Sương Hà. Tô Sương Hà mượn thế lùi lại, xoay người một cái đã ra khỏi xe ngựa. Thấy Tô Sương Hà rời đi, Tiêu Chiêu Nhan nhìn Tô Triết, khóe mắt ngấn lệ. Triết thúc, thật sự phải như vậy sao? Ta đang nghĩ, sau khi Vũ Ca tỉnh lại mà biết tin sư phụ đã quy tiên. Tô Triết bất lực dựa người vào thành xe, lắc đầu. Chiêu Nhan, ta có thể uy hiếp Tô Sương Hà, có thể nổi giận, nhưng với người thì không. Ngươi là đồ đệ của Hạc Hoài, lại là muội muội của Tô Mộ Vũ, người rất khó đưa ra quyết định. Coi như đây là lời khẩn cầu của một người cha đi, ta hy vọng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào đến gần con bé nữa. Chương 250, màn 19, Lập Đông, 7, 3 ngày sau, rốt cuộc Tô Mộ Vũ cũng mở mắt. Gian phòng trống rỗng, không một bóng người, ngay cả ngoài sân cũng chẳng nghe thấy tiếng ai nói chuyện. Hắn mơ mơ màng màng đứng dậy, dây đây huyệt thái dương, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng đêm tuyết hôm ấy. Bạch Hạc Hoài bị một mũi tên xuyên ngực, sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng đẩy cửa ra. Trong sân, chỉ có Tô Sương Hà ngồi quay lưng về phía hắn. Tô Sương Hà đang thong thả nghịt con dao găm trong tay, nghe tiếng động bèn quay đầu lại, thản nhiên cười. Ngươi tỉnh rồi, nàng ấy, Tô Mộ Vũ khẽ hỏi. Tô Sương Hà đứng dậy, lạnh nhạt đáp. Bạch Hạc Hoài Nam Phi, Hoài Thủy Tương Vọng. Trên đường Chu Tước, một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước. Thế tử phủ trấn Tây Hầu Bách Lý Thành Phong thúc ngựa dẫn đầu, xung quanh là đám kim mưu vệ canh giữ cẩn mật. Trong xe ngựa, Tiêu Vĩnh mặc đạo bào, hai mắt nhắm nghiền. Xung quanh, người dân đang xì xào bàn tán, người trong xe ngựa là ai vậy? Nghe nói là đại hoàng tử Tiêu Vĩnh, mấy ngày trước tại Thiên Khải Thành xảy ra vụ bạo loạn vào đêm khuya, là do cữu cữu của hắn Phi Hổ tướng quân Điển Diệp gây ra. Hiện giờ Điển Diệp đã bị giam vào thiên ngục, chỉ đợi 3 ngày sau xử trảm. Còn đại hoàng tử tự xin chịu tội, nguyện từ bỏ thân phận hoàng tử, vào Khâm Thiên Giám làm đạo sĩ, từ nay sẽ quy ẩn. Cữu cữu mưu phản,
lại là hoàng tử chịu phạt, thật đúng là đáng thương. Cả đời cầm y ngọc thực, đột nhiên đi làm đạo sĩ, có thể chịu được cảnh thanh khổ sở đó sao? Ngươi thật ngây thơ, ngươi cho rằng đường đường một vị tướng quân như vậy, vì sao lại phải tạo phản chứ? Trong vương phủ Lang gia, Tiêu Nhược Phong khoác áo lông, tay hơi trên lò than, thở dài, hoàng huynh đã đồng ý rồi sao? Đường Liên Nguyệt ở bên cạnh gật đầu, vâng, ép. Bệ hạ đã đồng ý thỉnh cầu tự xin vào khâm thiên giám của Tiêu Vĩnh, xem ra là không muốn truy cứu thêm chuyện đêm đó nữa. Tiêu Nhược Phong thở dài, mấy năm nay hoàng huynh thay đổi nhiều lắm. Ngày hôm đó, Tiêu Vĩnh để Trọc Thanh mang theo cuộn sách đó đồng thời liên lạc với những quan viên trong triều bị bọn chúng khống chế, chính là để tạo ra bằng chứng giả là vương gia muốn tạo phản. Rồi sau đó chúng sẽ ra tay dẹp loạn, giết chết vương gia. Mượn cơ hội này, Tiêu Vĩnh sẽ trở thành hoàng tử có quyền thế nhất. Thậm chí nếu thời cơ thích hợp, hắn còn có thể tiếp tục phát động binh biến, trực tiếp đoạt lấy ngôi vị hoàng đế. Đường Liên Nguyệt cau mày, tội lớn như vậy mà bệ hạ cũng có tha thứ được sao? Tiêu Nhược Phong ho khan vài tiếng, chậm rãi nói, Tiêu Vĩnh căn bản không thể làm được những chuyện đó. Thời gian qua ta cố ý yếu thế chính là muốn bọn chúng hành động. Thế nhưng, cuộn sách Long Phong thật sự vẫn chưa xuất hiện. Vương gia, bệnh của người ngày càng nặng rồi. Đường Liên Nguyệt thở dài. Tiêu Nhược Phong buông tay xuống, nhẹ nhàng lắc đầu hỏi, đám người ám hà hiện giờ thế nào rồi? Bạch Thần Y bị trọng thương, đã được Thế tử gia phái người đưa đến Dược Vương cấp, còn Tô Mộ Vũ Hình như vẫn đang hôn mê, nhưng nghe tin tức bọn họ truyền đến chắc là không có gì đáng ngại. Hạc Vũ Dược Phủ cũng đang được nội vệ ti chúng ta bảo vệ, chắc hẳn bây giờ bọn họ đều bình an. Đường Liên Nguyệt đáp. Tiêu Nhược Phong gật đầu, không ngờ ám hà lại có ơn lớn như vậy. Trước đó bọn họ đã nói điều kiện, tiếp theo chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Ta nhớ bọn họ từng nói muốn tới Nam An khai tông lập phái, Đường Liên Nguyệt nói. Tiêu Nhược Phong uống một ngụm trà, mỉm cười thản nhiên. Nam An là một tòa thành rất đẹp, dừng trên đại lộ Chu Tước, đột nhiên xuất hiện một nam tử mặc y phục đen, tóc dài bay phất phới đứng trước mặt Bách Lý Thành Phong. Khóe miệng nam tử nhếch lên, mang theo nụ cười trêu tức, chủy thủ trong tay không ngừng xoay nhẹ. Đại gia trường, Bách Lý Thành Phong hơi cúi đầu, người tới đây là có ý gì? Người tới đương nhiên là Tô Sương Hà. Hắn ngẩng đầu nhìn Bách Lý Thành Phong trên xe ngựa, tới đây đưa tang cho người đi sau người. Bách Lý Thành Phong thở dài, hắn đã thỉnh tội vào khâm thiên giám, bệ hạ đã ban thánh dụ trần tấu, giờ tính mạng của hắn là do trời định, có lẽ ngươi nên đi hỏi Tề Thiên Trần. Ta, Tô Sương Hà nhếch miệng cười, tức là trời định. Nói xong, thân hình Tô Sương Hà đã lóe lên, hắn cầm chùy thủ nhảy lên cao. Bách Lý Thành Phong biến sắc, lập tức rút trường kiếm bên hông ra. Chỉ trong chớp mắt hai người đã thi triển vài chiêu, tất cả binh sĩ bên cạnh đều rút binh khí bên hông, chuẩn bị tiến lên đánh một trận. Trong xe ngựa, Tiêu Vĩnh đột nhiên mở mắt, tóc trên trán theo gió bay lên, con ngươi của hắn cũng lập tức trừng lớn như chuông. Tô Mộ Vũ đã ngồi bên cạnh hắn, trên hai chân đặt một thanh trường kiếm, chính là Hạc Vũ. Tiêu Vĩnh căng thẳng nuốt nước miếng, giọng nói run rẩy, Tô gia chủ, điện hạ muốn xuất gia làm đạo sĩ sao? Tô Mộ Vũ bình tĩnh hỏi. Tiêu Vĩnh nắm chặt nắm đấm, Tô gia chủ, các ngươi đã thắng rồi. Lang gia vương định sẽ tuân theo ước định trước đó với các ngươi, để ám hà của các ngươi bước vào ánh sáng thuộc về mình. Cần gì phải dồn ép ta như vậy? Cho nên hoàng tử có thể tùy ý giết người, cho dù cuối cùng phải chịu trừng phạt, nhưng chỉ cần vứt bỏ thân phận của mình là có thể sống tạm bỡ nốt quãng đời ư? Tô Mộ Vũ nhìn vị đại hoàng tử trước mặt. Tiêu Vĩnh cắn răng nói, ta còn chưa bước vào khâm thiên giám, hiện giờ ta vẫn là một vị hoàng tử, ngươi có biết giết chết một hoàng tử ngay trên đường là tội gì không? Ám hà các ngươi vĩnh viễn không thể nghênh đón ánh sáng, các ngươi sẽ trở thành tội phạm bị truy nã gắt cao nhất Bắc Ly. Chân dung của các người sẽ bị dán ở nơi dễ thấy nhất trong mỗi thành trì, ta có lựa chọn của mình. Tô Mộ Vũ đột nhiên nhướng mày, chỉ thấy hàn quang lóe lên, Hạc Vũ kiếm trong tay đã rời khỏi vỏ. Tiêu Vĩnh kêu khẽ một tiếng, vội vàng đưa tay che cổ, nhưng vệt máu kia đã hiện rõ, máu tươi phun ra từ kẽ tay hắn. Tô Mộ Vũ tra kiếm vào vỏ, lựa chọn của ta, tự có ý nghĩa của nó. Bên ngoài xe ngựa, Bách Lý Thành Phong cảm nhận được động tĩnh trong xe ngựa phía sau, quay đầu lại nhìn, phát hiện rèm xe bị gió thổi tung, thi thể Tiêu Vĩnh ngã đó, hai mắt trợn tròn, máu tươi không ngừng tuôn ra. Bách Lý Thành Phong hạ giọng mắng, sao lại cứ tới gây thêm phiền phức cho ta vậy? Tô Sương Hà thấy vậy, đảo chủy thủ trong tay một cái, đánh lui đám kim ngô vệ, sau đó điểm nhẹ chân lướt đi, biến mất trong đám người. Trong vương phủ Lang Gia Vương, Tiêu Nhược Phong đang định đứng dậy về phòng, bỗng thấy một nội vệ loạn choạng chạy vào, hô lớn, vương gia, vương gia, vương gia. Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ nói, lại xảy ra chuyện gì nữa? Tô Sương Hà và Tô Mộ Vũ của ám hà đã ám sát đại hoàng tử Tiêu Vĩnh ngay trên đường, nội vệ vội la lên, Thế tử phủ trấn Tây Hầu là Bách Lý Thành Phong ngăn cản, nhưng không được, hiện giờ Tiêu Vĩnh đã bị Tô Mộ Vũ giết chết rồi.
Đường Liên Nguyệt kinh hãi kêu lên. Cái gì? Tiêu Nhược Phong siết chặt nắm tay phải, im lặng hồi lâu rồi thở dài nói, Liên Nguyệt, ngươi nói xem chúng ta sống trên đời này, rốt cuộc thế nào là bóng tối, thế nào mới là ánh sáng? Đường Liên Nguyệt khẽ nhíu mày, cuối cùng chỉ lắc đầu, ánh sáng và bóng tối vốn dĩ luôn song hành cùng nhau. Tiêu Nhược Phong bước ra sân, ngẩng đầu nhìn trời, đúng vậy, có lẽ bản thân ánh sáng vốn không cần phải cố gắng kiếm tìm. Trên đường Chu Tước, dân chúng nhốn nháo cả lên. Bách Lý Thành Phong bước tới bên cạnh xe ngựa, nhìn vào bên trong, bất đắc dĩ thở dài. Tên kim mô vệ bên cạnh lo lắng hỏi, có cần triệu thái y không? Còn gọi thái y gì nữa? Bách Lý Thành Phong lắc đầu, nếu hắn đã rời khỏi hoàng cung, sinh tử đã có thiên mệnh, vậy thì đưa hắn đến Khâm Thiên Giám, để quốc sư giải quyết là được rồi. Vâng, vâng, chúng ta đã phái người truy đuổi hai tên thích khách kia, nhất định sẽ bắt được chúng, tên kim mô vệ kia tiếp tục nói. Bách Lý Thành Phong xua tay, đi đi, hy vọng các ngươi đừng có đuổi kịp, nếu không sẽ rất rắc rối. Ngoài Thiên Khải Thành, Tô Mộ Vũ và Tô Sương Hà vung roi thúc ngựa, phóng ngựa ra khỏi thành. Ngày trước khi rời khỏi Ảnh Tông, bọn họ cũng từng thúc ngựa xuyên qua thành như vậy, nhưng so với quá khứ lại thiếu mất một người. Hai người thúc ngựa chạy vội về. Không biết bao lâu sau, Tô Sương Hà ngoái đầu nhìn lại mới phát hiện Thiên Khải Thành hùng vĩ kia đã nhỏ bé tới mức gần như không thấy đâu. Hắn kéo cương, ngựa dừng lại, nhẹ giọng gọi, Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ cũng ghìm cương dừng lại, quay đầu nhìn Tô Sương Hà, ngươi có hối hận không? Chúng ta cố gắng lâu như vậy, nhưng sao chiêu kiếm đó vẫn trở về điểm ban đầu? Tô Sương Hà nói đầy ẩn ý. Tô Mộ Vũ im lặng nhìn về phía trước, một lúc lâu sau đột nhiên quay đầu ngựa, nói, tận cùng địa ngục có thể thấy ánh sáng. Nói xong, lại thúc ngựa đi thẳng về phía trước. Tô Sương Hà kinh ngạc, sau đó vung roi, cao giọng quát. Mây mù đều tan hết thấy ánh dương, hai người cùng nhau chạy như điên về phía trước, dường như chuyến đi này không có điểm cuối mà cũng không có đường về. Lúc đó cách thời điểm Tô Mộ Vũ rút kiếm đâm vào ngực Tô Sương Hà còn 8 năm nữa, còn thời điểm Tô Mộ Vũ và Bạch Hạc Hoài gặp lại là 12 năm sau. Các bạn vừa nghe xong tập 25 của bộ truyện Ám Hà Truyện của tác giả Chu Mộc Nam tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.top. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.